Nam mô A Di Đà Phật. Thầy xin thay lời cho tất cả đại chúng viện chuyên tu trân trọng được chào đón tất cả chư hành giả của khóa quân tu lần thứ 22. Chúc quý vị có một ngày tu an lạc. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu quý vị 40 vẻ đẹp còn lại của Đức Phật ở trong cái một loạt những chủ đề về chân dung của Đức Phật. Chỉ giới thiệu khái quát thôi chứ cũng không có giải thích cặn kẽ được. Tại vì trong kinh á, Đức Phật giải thích rõ là mỗi một tướng tốt như vậy nó bắt đầu từ cái công đức tu tập nào. Tức là nhờ cái công đức tu tập nào mà thành tựu được cái tướng tốt này. Mà thầy nghĩ nếu mà giảng cái này thầy nghĩ chắc cũng một năm á. Mà quý vị có muốn nghe mấy cái này không? Cái nguyên nhân mà tu tập để được cái tướng tốt á. Thấy không? Thầy biết mà muốn liền mà. Mình phải biết mấy cái nguyên nhân này để mình khỏi cần phải chỉnh sửa. Phải không? Mình thay đổi cái nguyên nhân của mình thôi. Tức là cái nghiệp nhân thì mình sẽ được cái nghiệp quả ở cái tướng tốt. Nhất là 80 tướng tốt này, cho nên khỏi cần phải đi thẩm mỹ viện nữa. Được rồi, thầy sẽ giúp cho các cô ở lần tu khác. Bữa nay chỉ nói gọn về 40 cái tướng tốt còn lại để cho nó nhanh. Rồi sau đó thầy sẽ giải thích từng tướng tốt một, nguyên nhân nào thành tựu được tướng này. Tướng tốt thứ 41, nói năng hòa nhã. Nói năng hòa nhã cũng là một tướng tốt đó quý vị. Chứ không phải là cái đó là do nên người ta tập quen đâu, mà do cái công đức người ta tu tập nhiều đời, cho nên đời này người ta nói năng hòa nhã. Quý vị nhìn anh em trong nhà mình thôi, con cái mình thôi. Đó, cũng một cha một mẹ sinh ra mà có người thì nói chuyện thì dục chạc, có người thì nói chuyện rất là mềm mỏng. Cái đó là do bản tính của mỗi con người mà chỉ hiểu đơn giản như thế. Nhưng cái bản tính đó thực sự nó bắt nguồn từ cái nghiệp nhân từ ở trong quá khứ. Do cái nghiệp nhân chúng ta tạo ra ở trong quá khứ cho nên đời này chúng ta mới có được cái phước đó là nói năng nó hòa nhã. Tướng tốt thứ 42, lỗ chân lông tiết ra mùi thơm. Cái này là công đức đúng rồi đó. Còn mình tiết ra mùi thơm, hương chanh, hương canh chua. Cũng mùi đó mà thơm cái mùi đó rồi thôi, thiên hạ người ta bịt mũi, người ta diêm son hết. Thì Đức Phật do tu tập cái công đức cho nên là mới có được cái phước tướng là chân lông tiết ra mùi thơm. Còn mình là mùi hôi, phải không? Mùi hôi. Vậy mà có người nói mùi hôi con không có hôi, mùi hôi con thơm. Nếu mùi hôi thơm người ta kêu mùi hôi làm chi nữa, phải không quý vị? Nhưng mà thật sự có người có mùi hôi thơm, tức là cái phước báo ra, phước báo của cõi trời đó, của chư thiên đó. Những người đó có phước báo lớn lắm. Mồ hôi thơm thì quý vị biết rằng phước báo của họ dường như làm cái gì cũng thành tựu hết. Cái phước báo đó lớn lắm. Thì quý vị cứ để ý đi. Vẻ đẹp thứ 43, trong miệng thoảng ra hương thơm. Tức là ở trong miệng lúc nào nó cũng phát ra cái mùi thơm, cho nên khi nói chuyện nó rất là thơm. Chứ không cần Listerine. Tức là không cần cái nước súc miệng nữa, để tẩy đi rửa này kia, không cần. Lúc nào cũng vậy, trong miệng nó thoảng ra cái mùi thơm. Ở đây đó, chúng ta không có phải là do mình dùng cái này cái kia để là mình làm cho nó hết hôi. Thực ra cái này là cái lịch sự quý vị. Trong cuộc sống mình nhai kẹo chẳng hạn, làm cho nó khử mùi hôi. Hoặc giả là mình bị bệnh răng thì nó cũng phát ra cái mùi hôi. Hoặc là mình bị những cái bệnh lý ở trong cái vòm họng mình, nó cũng phát ra mùi hôi. Nhưng mà thật sự có những người không bệnh nó cũng phát ra cái mùi hôi từ trong miệng. Thì mình biết ngay là cái đó là cái phước báo của họ, nó không có bệnh thối mồm nữa. Tại vì bữa hôm thầy có tiếp xúc với một cái anh đó, nói chuyện cái bụm miệng, anh che miệng, anh né. Thầy hỏi sao vậy? Nói chuyện với người khác mà như vậy là không có lịch sự. Mình cứ để bình thường. Anh nói xin lỗi thầy, con bị thối mồm ạ. Ban đầu thầy nghe thầy không có hiểu. Hỏi thối mồm là gì? Thì anh mới giải thích thối mồm tức là hôi miệng. Thầy nói trời ơi, tại vì nói nhanh quá, thối mồm thầy không hiểu. Tiếng miền Bắc rặt á, thối mồm.
thầy không hiểu được, thì ảnh giải thích ra là cái miệng nó bị hôi, bị thối, thì thầy mới hiểu. Thầy nói anh cứ để bình thường, không cần phải che. Ảnh nói con ngại lắm, con ngượng lắm. Phải nói lịch sự bây giờ, thầy nói cứ để bình thường đi, không có sao đâu. Vẻ đẹp thứ 44, dáng điệu cử chỉ như sư tử. Quý vị phải xem những cái phim mà thế giới động vật đó, khám phá thế giới động vật, nhất là đời sống sư tử. Quý vị thấy những con sư tử chúa là những con sư tử đực đó, quý vị thấy nó đi rất là chậm, đi từng bước chậm rãi. Thì cái dáng đi của Đức Phật được ví như là dáng đi của sư tử. Tại sao mà không ví như dáng đi của voi? Dáng đi của nai nó cũng nhẹ nhàng, cũng chậm. Tại vì dáng đi của sư tử thực sự là dáng đi oai phong. Mặt chỉ hướng thẳng về phía trước, không quay qua hai bên. Ở trong kinh cho rằng dáng đi của sư tử là dáng đi của các bậc thánh. Đi như thế, đi oai phong như thế, đi chậm rãi, vững chãi. Vẻ đẹp thứ 45 của Đức Phật, đi đứng như voi chúa, thấy không ạ? Bữa nãy chúng ta học là dáng điệu cử chỉ như sư tử, bây giờ đi đứng như voi chúa, tức là cách đi cách đứng như voi chúa. Còn nãy là dáng điệu, xin lỗi quý vị, thầy nói lộn. Voi chúa đó gọi là tượng vương, ở trong kinh gọi là tượng vương, tức là những con voi này nó lãnh đạo cả một bầy đàn, tại voi là đời sống bầy đàn cao nhất. Mà quý vị thì lần trước thầy có hỏi rồi, quý vị nhớ không? Voi đầu đàn là voi đực hay voi cái? Đúng rồi, voi cái đó nha, đừng có quên nha. Thấy chưa, voi cái nó dữ lắm. Voi cái là voi đầu đàn đó. Thì nó có một cái sự lãnh đạo rất là cương quyết, mạnh mẽ. Và nó hệ thống của nó rất là chặt chẽ trong cái đàn voi đó. Nhưng mà có một cái chuyện thầy đọc, rồi thầy nghe người ta bình luận trên những cái phim mà khám phá đó về đời sống của voi đó, tức là khi con voi mà nó già đó quý vị, nó không đi theo đàn được, tại voi sống theo bầy đàn mà nó thường xuyên di chuyển nơi này sang nơi khác để mà nó tìm thực phẩm, thì những con voi quá già nó không đi được, nó sẽ tự tìm chỗ để nó trú thân ở riêng ở những cánh rừng thật là thưa. Rồi sau đó, đó nó sẽ tự đào lỗ, nó chết, nó chôn nó, không làm phiền ai hết, không làm phiền cái bầy đàn của nó. Tự nhiên thầy nghe cái này thầy thấy cảm động quá. Người xưa có câu là sấu mã tầm sơn, tức là ngựa già tìm núi. Ngựa nó cũng sống theo bầy đàn, thì những con ngựa già nó không thể đi theo đàn được, không thể theo được, cho nên phải tìm về núi sâu nó ở cho an toàn. Những cái khu rừng sâu đó nó ở, rồi nó chết để không ảnh hưởng tới bầy đàn của nó. Thì voi cũng vậy. Phải nói đây là những cái tính mật của những cái loài thú mà phải nói rất là hay. Vẻ đẹp thứ 46, tướng đi như ngỗng chúa. Khi thầy học cái tướng đẹp này, cái vẻ đẹp này của Đức Phật, thì thầy không có đồng tình. Thầy có thưa với lại hòa thượng mà dạy thầy cái bài này đó, thầy nói con ngỗng nó đi cà bịch cà bịch cà bịch, tại vì thầy không có để ý con ngỗng, thầy nhìn con vịt thôi. Mà quý vị thấy ai mà đi mà lịch xịch lẹt xẹt cái nó cho mà đi giống con vịt, phải không quý vị? Nhưng mà khi thầy nhìn lại con ngỗng thì đúng là nó khác với con vịt. Con thiên nga đó nó cao hơn, cái chân cao hơn, cho nên là khi nó đi đó nó không có sàn qua sàn lại, nó đi rất nhẹ nhàng, tức là đi thanh thoát, đi nhẹ nhàng. Mà mình lấy con vịt mình so sánh, đi cà bịch cà bịch cà bịch, nhất là con vịt xiêm, quý vị thấy không, nó đi cà bịch. Hồi xưa ở nhà thầy nuôi vịt xiêm thầy biết nè, nó dữ lắm nghe quý vị, mà đi ngang cái nó rượt mình, nó cắn á, dữ lắm. Vẻ đẹp thứ 47 của Đức Phật, đầu như trái Madana. Đây là một cái loại trái cây ở Ấn Độ. Trái Madana này là cái trái nó tròn. Nó tròn và nó rất là đẹp. Và nó có một cái nấm ở phía trên, cũng giống như là cái búi nhục kế của Đức Phật như vậy.
trái Madana được so sánh như vậy. Đó là một cái loại trái mà rất là đẹp. Vẻ đẹp thứ 48 của Đức Phật đó là các thành phần đầy đủ, tức là tất cả những cái gì ở trên khuôn diện của Đức Phật và trên cơ thể của Đức Phật đều đầy đủ từ các bộ phận ở bên ngoài, ngoại hình đó, kêu là các thành phần đầy đủ. Vẻ đẹp thứ 49 của Đức Phật là răng trắng đẹp, không cần đi vào nha khoa chỉnh hình. Vẻ đẹp thứ 50 của Đức Phật, lưỡi dài có màu đỏ. Quý vị về le lưỡi ra thử coi lưỡi mình màu gì. Có người lưỡi không màu đỏ đó nha quý vị, lưỡi màu nâu, lưỡi màu tím, có người lưỡi màu xanh nữa kìa. Hồi xưa thầy không có tin là nó lưỡi màu xanh, chứ có quỷ thôi à. Nó le ra lưỡi xanh lè đó, nó tóc xanh nanh đỏ rồi này kia, nó le lưỡi ra ghê. Nhưng mà thật sự có người có những cái lưỡi đó, thì lưỡi đây màu đỏ mà màu đỏ hồng, nguyên một cái lưỡi màu đỏ hồng. Đó là một tướng tốt của Đức Phật. Quý vị về le ra coi coi lưỡi mà có đỏ không nha. Thường là nó không có đỏ đâu, nó hơi hồng hồng thôi, chứ nó không có nó đỏ tươi. Vẻ đẹp thứ 51, một cái vẻ đẹp rất đặc biệt, lưỡi mỏng mà rộng. Quý vị về le thử cái lưỡi mình dày hay mỏng. Lưỡi của Đức Phật là mỏng mà nó rộng, cho nên có thể liếm lên cao lên tới khỏi lỗ mũi. Hồi nhỏ thầy mà nói cái gì đó mà mấy người lớn mà không tin, hoặc là những người khác không tin mà le lưỡi ra coi liếm đụng lỗ mũi tao mới tin. Hồi xưa mình không hiểu cái chuyện đó, mình cũng le ra nhàn sao cái lỗ mũi mình nó, cái lưỡi mình nó đụng lỗ mũi, nhưng mà có người cái lưỡi nó dài nha quý vị. Thực chất là cái người tu cái nhân không nói dối thành tựu được cái tướng lưỡi rộng dài. Tức là lưỡi nó rộng mà nó dài, có thể là le ra nó lớn. Mà trong kinh Di Đà là nói xuất quảng trường tiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, tức là phát ra cái tướng lưỡi rộng dài có thể che cả 3000 đại thiên thế giới. Để làm gì? Để nói lời thành thật, thuyết thành thật ngôn. Để nói lời thành thật rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang nói về cảnh giới cực lạc là cảnh giới có thật. Ở đó Đức Phật A Di Đà thuyết pháp và tất cả 10 phương ba đời chư Phật đều hộ niệm. Cho nên là nói lời chân thật nhiều đời nhiều kiếp sẽ được cái phước báo là tướng, cái tướng lưỡi rộng mỏng. Vẻ đẹp thứ 52 của Đức Phật, lông nhiều và có màu hồng. Thì thầy nghĩ cái này người Âu Châu với người Mỹ thì tự nhiên lông họ màu hồng, cho nên là ở Trung Quốc người ta kêu cái người phương Tây gọi là hồng mao. Hồng mao là lông hồng đó, Tây Dương hồng mao, tức là những người Tây mà lông hồng, tức là cái lông tóc của họ nó có cái màu hồng hồng hung hung á, cái màu như bạch kim, không phải bạch kim mà vàng vàng mà nó cái người đó, tức là có cái tướng này. Nhưng mà ở Ấn Độ mà có cái tướng này mới lạ. Vẻ đẹp thứ 53, lông mềm mà mượt, tức là lông tai hay là trên người có cái xoắn hướng về bên tay phải, tướng tốt, rất là mềm, không có cứng ha. Tướng 55 là, xin lỗi, tướng 54 là mắt dài và rộng, tức là cái con mắt á, là cái đuôi mắt nó dài và con mắt nó rộng, tức là mắt to. Tại vì có một cái hình Đức Phật, có một anh Phật tử đó gửi cho thầy, thì cái tượng đó là cái tượng Phật một con mắt rất là to, mắt là dài, thì ảnh mới nói sao con thấy cái tướng này kỳ quá, Đức Phật thì con mắt to quá, nhìn con mắt chầu ẩu à. Thầy nói trời, tướng tốt của Đức Phật là con mắt to dài dài. Anh nói con thấy nhìn mấy cái tượng con mắt Đức Phật đâu có to, mắt nhìn xuống liêm diêm mà to vậy. Thầy nói liêm diêm là tại vì Đức Phật nhìn xuống, chứ còn mở ra con mắt cũng to vậy. Thì người ta vẽ cái tượng đó là vẽ theo cái tướng Phật mở mắt to. Anh không chịu, anh nói là nhìn cái tướng Phật mà nhìn thấy con mắt nó khép hờ, hoặc là nhìn xuống nó nhỏ nhỏ, nhìn mới thấy từ bi quen rồi, bây giờ nhìn mắt mở to thấy kỳ quá. Anh nói cái đó là tướng tốt của Đức Phật đó. Tướng tốt thứ 55 là tướng tứ môn đầy đủ. Đó. Thì để lần sau đó thì thầy sẽ giải thích rõ tứ môn là cái gì. Chứ giờ không có đủ thời gian để mình không có giải thích cái này được.
Tướng 56 là tay chân trắng hồng như hoa sen, tức là cánh tay tới bàn tay, rồi chân là tới bàn chân, nó có cái màu trắng hồng giống như một cánh sen, giống như một đóa hoa sen. Quý vị về coi cái tay chân mình có trắng hồng không, đừng có bôi lô sành vô là tính nha. Ít lắm á quý vị, ít có người có bàn tay trắng hồng lắm đó. Bàn tay thầy bữa nay cũng hết rồi. Họ tối quý vị biết không, khi làm xong tôi nhìn bàn tay thầy rồi nó thê thảm. 10 cái móng tay dính đất đen thui. Lần đầu tiên thầy mới thấy tay thầy nó ghê gớm gì đó. Dơ quá. Mà thầy không biết thầy làm gì, trúng ở đâu mà nó trầy nó xước. Sau này mới phát hiện ra là do xi măng, do xả nồi vẽ lau nhà, nước xi măng, màu xi măng nó ăn tay. Quý vị biết mấy thầy mấy chú có nhiều người lỡ tay lắm, làm nó sưng hết, xi măng làm sắt làm đồ nó quẹt, coi như là máu nó cũng đổ xuống đây nhiều lắm chứ không phải mồ hôi đâu. Thương nhất là mấy thầy làm ở trên này, thầy dưới thầy ngồi chỉ chọt mà mồ hôi nó rớt xuống ngay cái mặt thầy. Trời, tự nhiên thầy thấy thương đệ tử thầy làm sao đó. Mồ hôi từ ở trên nóc nhà mà nhiễu xuống rớt ngay cái mặt của mình. Khi thầy ngẩng lên thầy nhìn, thầy chỉ nó làm cái này, rớt xuống ngay cái mặt mình. Lúc đó mình mới thấy được cái gian nan, cái vất vả của mình. Mình biết mồ hôi đổ rồi, nhưng mà cái giọt mồ hôi của người thân mình mà rớt xuống trúng ngay mình, quý vị mới thấy được cái tình nó chan chứa cỡ nào. Cho nên ngày xưa khi mà Thôi Hộ đi lên kinh đô Ứng Thí đó, thì đi ngang một cái vườn hoa đào khát nước, thì vào ở trong đó mới xin nước, thì có một cô thiếu nữ mới đem nước ra mời Thôi Hộ uống nước. Mà quý vị biết mùa xuân mà hoa đào nó nở hồng hết, tức là ở trên không gian này là hoa đào nở hồng, rồi cánh hoa nó bay trong không gian, nó rụng xuống mặt đất cũng trắng hết, cánh hoa đào nó hồng hồng. Và gương mặt cô thiếu nữ đó cũng màu hồng tiệp với màu hoa đào. Thì cô bưng ra một chén nước, cô mời thì Thôi Hộ uống xong rồi tiếp tục lên kinh đi thi một thời gian dài như vậy, một năm sau. Thì chỉ là một chung nước thôi của cô này để mời Thôi Hộ uống nước, vậy mà Thôi Hộ đi cứ nhớ hoài cái người con gái đứng giữa cái vườn hoa đào, mà cái màu hồng của hoa đào đó sôi lên cái gương mặt của cô gái, hai cái màu hồng đó nó tiệp với nhau rất là đẹp. Và cô gái cũng nhớ chàng thư sinh mảnh mai nho nhã này, sau đó tương tư bệnh chết. Thì đúng một năm sau, xin lỗi quý vị, chưa tới một, tức là thời gian sau đó, Thôi Hộ trở về, thì đi thi xong trở về quê. Thì quý vị biết khi về quê thì đi ngang cái chỗ cái căn nhà đó tìm lại để gặp người đó nhưng không gặp. Thì hôm đó là ngày Thanh Minh, cho nên là người cha mới dẫn cô con gái mình đi tảo mộ của người mẹ. Thì Thôi Hộ đi tới đó không gặp, mới viết lên trên cái cánh cửa đó, trên cái vách đó mà ngày xưa gặp cô gái, nó viết một bài thơ: Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cụ tiếu đông phong. Bài thơ đó có nghĩa rằng năm xưa ở nơi này, chốn này, tại cánh cửa này, tôi thấy được gương mặt của một thiếu nữ rất đẹp, tương phản với màu hồng của hoa đào. Nhưng năm nay tôi tới, hoa đào vẫn còn đó, nhưng người thiếu nữ thì đâu rồi, không thấy nữa. Thì cái cô này đi về đó, mới thấy cái bài thơ đó, mới chợt nhớ tới cái chàng thư sinh này, bắt đầu tương tư, thương, thương quá. Tới bỏ ăn, bỏ ngủ, rồi bệnh, rồi ngã gục xuống chết. Thì khi cô này trút hơi thở cuối cùng đó, thì người cha mới khóc rống lên. Khóc lên, tại vì cũng không biết cái người con trai kia là ai, biết ở đâu mà đi tìm, hiểu được cái nỗi lòng của con gái mình mà. Thì ngay lúc đó lại có một chàng thư sinh đẩy cửa vào. Chính là chàng thư sinh của năm xưa.
đi trở lại để thăm cái cô này. Thì ngay lúc cô này tắt hơi thở sau cùng, nghe người cha kể lại rằng là con gái tôi đã nhớ một chàng thư sinh nào đó viết cái bài thơ trên cái cửa này, mà suốt một năm qua không ăn không ngủ, vừa trút hơi thở sau cùng, anh chàng này cũng nhớ thương, không chịu nổi chạy vô khóc, giọt nước mắt rớt xuống ngay cô Lý Bạch Phụng, cô đó tên là Lý Bạch Phụng, thì giọt nước mắt rớt xuống, thì cô này mở mắt ra sống lại. Trời ơi, hay quá gì, nó sanh tử chứ hay quá gì. Thì anh chàng này mới khóc, khóc thì giọt nước mắt rớt xuống, tại vì khóc vì cái tình của một cái con người chưa nói một câu, chưa nói một gì, một cái cử chỉ hành động gì mà người ta đã chung tình với mình như vậy. Anh chàng này cũng nhớ, cho nên là cảm kích cho tấm lòng của người con gái này đã thương mình chung thủy như vậy, dù chưa hứa hẹn, chưa có một lời nào hết. Cho nên anh chàng mới khóc, thì giọt nước mắt rớt xuống, thì cô này sống lại. Thế là ông cha mừng quá, cô này cũng mừng quá, gặp lại người xưa rồi, đám cưới, hết phim. Sanh tử vậy mà cô này cũng nói mừng quá. Cho nên quý vị biết bữa đó đó, thầy thấy thầy cảm động ghê, khi giọt mồ hôi của đệ tử mình rớt xuống trúng ngay người mình. Mình mới cảm nhận được cái tình, cái nghĩa của những người sống trong một ngôi chùa. Các em thanh niên ở ngoài nó sống với cha với mẹ, nó vui vẻ, nó muốn đi đâu đi, nó muốn làm gì làm, nó có bạn có bè. Thế mà các chú các thầy lìa xa gia đình từ rất sớm tới đây ở với thầy, gian nan cực khổ kiểu nào cũng ở đây để mà chia sẻ với thầy mình, để mà làm tất cả những công việc. Quý vị tới quý vị thấy rồi đó, nguyên một cái giàn sắt này chỉ có một người thợ thôi, còn lại tất cả các thầy các chú làm. Nguyên một cái giàn sắt khu vực này quý vị biết làm ròng rã suốt 10 ngày trời để dựng mấy cái này lên, mà không có tiền, không có cần, không có mướn xe cẩu để tốn tiền, rồi cũng không mướn dàn giá, tất cả ở nhà phải tìm thế tìm cách để mà dựng lên. Thầy nghĩ chỉ cần sơ sẩy một cái thôi, rớt một cái xuống nó đè cũng chết. Mấy cái vàng này nó nặng lắm quý vị biết không, mà tất cả đều làm bằng thủ công đó. Cho nên một bước chân quý vị vào ở trong này, đó là một bước chân dẫm lên mồ hôi và ân tình của các thầy và đại chúng ở viện chiêm tu. Không phải thầy kể công đâu, nhưng mà để nói cho quý vị hiểu được rằng trong cuộc đời này có rất nhiều người tốt sẵn sàng đồng hành cùng với mình tu tập. Cho nên không nên đánh mất những cái nhân duyên đó. Còn nhiều người không đến trực tiếp thì gián tiếp, người ta gửi tấm lòng, gửi tin nhắn, gửi cái sự hỏi thăm, rồi gửi gạo, gửi bánh lên trên đây để cho các thầy cũng như là Phật tử để làm cái nhà này. Thầy nghĩ ân tình mênh mông của mọi người dành cho thầy trò chúng ta, đây là một cái nhân duyên lớn, chúng ta cần phải quý trọng nó, giữ gìn nó, để sau này có về ở cõi nào đó chúng ta cũng có được cái nhân duyên, được kết bạn với những vị thiện hữu tri thức như thế. Đây là một cái phước của mình. Chứ còn mà mình kết bạn với những cái người mà không lo tu, lo núng chề, rồi nhiều chuyện nói này nói kia thì thôi, cái đó mệt lắm quý vị. Vẻ đẹp thứ 57 của Đức Phật là rốn không lộ. Tức là cái rốn á, nó không có lòi ra, nó cũng không có lõm vào, mà nó bằng phẳng, nó không có lộ ra, nhưng mà có cái tướng đó, tức là nó có cái phần che lại. Tướng đẹp 58 của Đức Phật đó là bụng không lồi, tức là bụng không có to, bụng vừa phải, bằng phẳng, cân xứng chứ không có lồi. Tướng 59 bụng thon đẹp, thì ở trong kinh á có giải thích thêm là bụng Đức Phật thon đẹp như bụng của nai chúa. Tại nó trời tự nhiên đem bụng của Đức Phật đi so sánh với bụng con nai, nhưng nó kỳ quá. Nhưng mà khi mà mình tìm hiểu về thế giới động vật đó, thì người ta cho rằng trong tất cả những cái loài thú mà chạy đó thì bụng con nai là nó đẹp nhất, nó thon gọn và nó chắc. Tướng thứ 60 của Đức Phật đó là thân khuynh động, xin lỗi, thân không khuynh động, tức là nó không có lệch, không có nghiêng,
không dao động, cái thân của Đức Phật lúc nào cũng thẳng hết. Tướng đẹp thứ 61 của Đức Phật là thân không trì trọng, tức là cái thân nó không có nặng nề. Dù Đức Phật rất là cao, cao to nhưng mà thân không có nặng, không có nặng nề. Tướng thứ 62 của Đức Phật là thân lớn dài, tức là thân của Đức Phật vừa cao vừa dài, cân xứng các chi. Tướng đẹp thứ 63 của Đức Phật là tay chân mềm mại sạch bóng. Quý vị để ý đi, mình làm cái gì tay mình nó dơ phải không? Mình cầm cái gì đó cũng dơ, nó dính cái tay mình. Nhưng mà đặc biệt Đức Phật không có dơ, rất là sạch. Tay chân luôn mềm và sạch bóng, không có tha dầu nha. Tướng đẹp thứ 64 của Đức Phật là bốn phía có hào quang dài một trượng, tức là thân của Đức Phật tỏa hào quang ra bốn phía, luôn lúc nào cũng có ánh sáng một trượng, tức là rất là dài. Thì sau này khoa học người ta cũng giải thích được rằng là con người nó có phát ra ánh sáng tùy theo cơ thể của mỗi con người. Thì chúng ta biết cái ánh sáng này đó, hào quang đó, chúng ta gọi là hào quang, là nó hoàn toàn tùy thuộc vào cái công đức tu tập của chúng ta ở trong quá khứ, cái phước của mình nó có, cho nên người mình nó mới tỏa ra ánh sáng. Cái này là có thiệt đó nha quý vị. Quý vị thử đi, mình tu tập nghiêm túc, tu tập ngon lành, thì quý vị sẽ cảm nhận được, dù khi chúng ta cũng tỏa ánh sáng trong một cái phòng tối nào đó, khi chúng ta ngồi thiền được, tự nhiên quý vị thấy nó sẽ sáng, nó sẽ sáng lên. Khi chúng ta giữ trai giới thanh tịnh, nó sẽ có ánh sáng nó phát ra. Vẻ đẹp thứ 65 của Đức Phật khi đi có hào quang chiếu sáng toàn thân. Tức là khi Đức Phật ngồi một chỗ, ánh sáng phát ra rồi. Khi đi cũng vậy, ánh sáng nó phát ra toàn thân của Đức Phật. Không phải là sáng chiếu giống như trong phim mà chá đâu. Mà cái ánh sáng này, ánh sáng nó vừa phải, nó tỏ ra. Rồi người ta có thể cảm nhận được. Một vẻ đẹp rất đặc biệt của Đức Phật thứ 66, đó là xem chúng sanh bình đẳng như nhau. Tức là tất cả quán thù, thân thích hay là cái gì, Đức Phật cũng xem giống như nhau. Bình thường hay là không bình thường, quen thân hay là kẻ thù, Đức Phật cũng xem bình đẳng với nhau. Và trong kinh Đức Phật có nói rằng, ta xem tất cả các chúng sanh giống như La Hầu La không khác. Tức là tất cả mọi người Đức Phật xem cũng giống như là người thân của mình, quyến thuộc của mình. Quý vị tập cái này được không? Không, khó lắm. Đi chùa thôi. Đi chùa nào? Phải không? Phải đi chùa của ông thầy mình. Đó, đi chùa thầy mình thì mình cúng nhiều một chút, đi chùa thầy kia cũng ít một chút, mình để dành cho thầy mình chứ phải không? Đó, rồi đi vô trong chùa, không phải thầy mình cũng kiếm ông thầy nào mình quen, gặp ông thầy đó, mình nhiệt tình hơn, mình thân thuộc hơn. Cái này là tâm lý chung thôi à. Thầy cũng vậy, thầy đi đâu thầy cũng tìm người quen. Giữa những người xa lạ mình rất là vui khi mình gặp được một người quen. Giữa những người quen chúng ta mong gặp được một người thân. Thì cũng vậy thôi, mình đi chùa mình sẽ tìm những cái người quen thân của mình trong Phật tử đạo tràng cũng như đối với các thầy. Và đặc biệt là thầy bổn sư của mình, quý vị lúc nào cũng ưu tiên hơn các thầy khác. Mà khi thầy quy y cho các Phật tử, thầy có giáo giới đó là phải xem các thầy ở các trú xứ khác bình đẳng giống sư phụ mình. Có nhiều Phật tử nó không được, tại vì con có nhân duyên với sư phụ, con tới con quy y với sư phụ, thì đương nhiên sư phụ phải hơn các thầy khác, chứ bắt con bình đẳng đâu có được. Cúng mấy thầy khác 100, sư phụ 500. Thầy nói cái gì bình đẳng thì được, nhưng cái này như vậy nó tốt hơn. Thầy nói nên cúng bình đẳng, các Phật tử đa phần không chịu. Quý vị ở đây có đồng ý bình đẳng không? Chắc chắn là không đồng ý rồi. Tại vì mình, cái nhân duyên của mình với thầy mình nó khác, rồi mình quý mến thầy mình thương thầy mình. Nhưng mà quý vị biết đó, khi mà vào trong đại chúng mà cúng dường và sinh hoạt đó là phải bình đẳng. Thí dụ như bây giờ nè,
sư phụ của mình đang dự một cái lễ trai tăng cùng với lại các thầy khác, hoặc là sư phụ mình đang ngồi với các thầy khác, nhất định quý vị phải cúng dường bình đẳng, không có lệch. Thời Đức Phật còn tại thế, một bữa nọ, tôn giả Mục Liên dẫn theo chú đệ tử Sa Di của mình từ núi Kỳ Xà Quật đi xuống Vương Xá Thành khất thực. Thì đang đi trên đường đó, thì tôn giả Mục Kiền Liên mới nhìn trên hư không, bỗng nhiên buông tiếng than thở và có cái vẻ buồn. Thì chú đệ tử mới bạch với lại tôn giả Mục Liên là: bạch thầy, tại sao thầy lại có cái tiếng than buồn như vậy? Thì tôn giả Mục Liên mới nói: lát nữa khất thực xong trở về trú xứ đức của Đức Phật rồi ta sẽ nói cho con nghe. Thì khi khất thực xong đi về tới nơi, thì chú Sa Di chú thắc mắc mà, chú hỏi liền: bạch thầy, tại sao hồi nãy thầy than? Thì tôn giả Mục Liên mới nói là: lúc đi khất thực, ta nhìn trên hư không thấy có một ngạ quỷ, tức là một quỷ đói, mà chịu một cái quả báo rất là lớn, là có 7 cái viên sắt nóng cháy đỏ bằng lửa, như lửa đỏ đó, nó bay một cái vòng, bay thẳng vào trong miệng, nó chạy thấu xuống ở dưới rồi nó bay vòng ra, rồi nó bay vô. Thì con quỷ đó nó đau đớn vì bị cái 7 cái viên sắt đỏ đó, 7 cái viên mà nó cháy đỏ, viên sắt mà cháy đỏ nó hành hạ, đau đớn lăn xuống rồi đứng lên nhào lộn chịu không nổi. Thì chú Sa Di mới thưa với lại tôn giả Mục Liên là: kính bạch thầy, tại sao cái quỷ này, con quỷ này nó phải chịu cái quả báo đau đớn như vậy? Tôn giả Mục Liên mới nói là: đời trước quỷ này vốn là một chú Sa Di. Chú Sa Di này ở trong một tu viện có rất nhiều trưởng lão lớn. Thì năm đó gặp phải hạn hán mất mùa, cho nên dân chúng phải ăn bằng đậu chứ không có cơm ăn, rất là đói. Thì chú Sa Di này giao trách nhiệm là đi khất thực để về chia sớt bát cho các đại trưởng lão. Thì chú làm việc rất là tốt, chú khất thực được nhiều đậu, nhưng mà khi về chú chia cho các trưởng lão đó, thì tới thầy mình chú chia nhiều hơn 7 hộp. Chú chia nhiều hơn sư phụ mình mà. Do nhân duyên đó, tâm không bình đẳng khi cúng dường đại chúng tăng, thiên lệch cho sư phụ mình, còn không phải do mình tham dục mà mắc quả báo như thế. Tôn giả Mục Kiền Liên giải thích như vậy và nói với chú là: không phải một mình thầy thấy, mà ngay cả Đức Phật ngày nào cũng thấy cái nỗi khổ đó. Rồi khai thị cho quỷ đó để mà hướng tâm tu tập, xả đi sự tham chấp. Tại vì chú tham, do cái nhân tham. Thì chú Sa Di mới chạy tới hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói: đúng, thầy con nói đúng. Cho nên là tuyệt đối khi cúng dường là phải bình đẳng giữa trong đại chúng hội, không có được thiên lệch như thế. Thầy biết rằng ở trong kinh Đức Phật dạy rất là rõ là cúng dường bình đẳng thì chúng ta sẽ được phước rất là lớn. Nhưng mà rất là khó quý vị. Thầy nghĩ rất là khó. Ở đây nãy giờ thầy nói quý vị thấy đó, cúng dường sư phụ mình phải khác hơn mấy người khác rồi, phải không? Mình gặp thầy mình phải khác. Vậy cái vị đó là ân sư của mình, vì cái vị thầy đó là cái người mà khai tâm cho mình để mình hiểu được đạo, mình tu tập. Cái ân đó nó lớn lắm. Cho tiền cho bạc, thật ra nó không có quý bằng mở ra cho chúng ta một con đường để chúng ta tu tập. Cái ân đó nó lớn hơn, cái công đức đó nó lớn hơn nhiều quý vị. Vì mình tu tập mình sẽ giải thoát được khổ đau, chúng ta có cơ hội ra khỏi dòng sanh tử. Thì cái ân của sư phụ rất là lớn, cho nên mình có cái bổn phận trách nhiệm đối với sư phụ mình. Còn các thầy khác mình cũng kính cũng quý, nhưng mà mình đâu có nhân duyên, vậy đó cũng đâu có khai tâm cho mình. Tại sao mình nghe vị thầy này nói một câu mình hiểu liền, mình phát tâm liền, mình tu tập liền, còn vị kia nói quá trời quá đất mà chúng ta không hiểu, không phát tâm? Nhân duyên nó có từ tiền kiếp, từ quá khứ. Cho nên cúng dường quý vị chắc chắn sẽ không bình đẳng. Bản thân thầy cũng không bình đẳng. Như bữa hôm Thiên Tăng Hội cúng dường cũng không có điều. Các vị tôn túc chứng minh là phải cúng dường khác. Mà trên bàn chứng minh đó cũng cúng dường cũng không có điều nhau. Là hai cấp chứng minh, là hai cách cúng dường khác nhau rồi. Bây giờ mà kêu cúng dường điệu nhau đâu có được quý vị. Mà ông hòa thượng tu 70 năm, lẽ cúng dường bằng với các ông đại đức mới xuất gia 3 năm,
bình đẳng được không quý vị? Thầy thấy cái này không bình đẳng được. Nhưng mà đi khi đi xớt bát cúng dường đó, đi khất thực thì chúng ta chia đều nhau thì phải. Thí dụ như ông trưởng lão ông chai dầu thì ông đại đức trẻ tuổi cũng một chai dầu vậy đó. Rồi hòa thượng một gói xôi thì ông đại đức cũng một gói xôi thì cái đó được. Nhưng mà còn cúng dường tịnh tài thì đương nhiên là chúng ta sẽ thấy những cái vị tôn túc tu hành lâu thì chúng ta cúng dường nhiều để các vị đó người ta chi tiêu nhiều trong những cái phật sự lớn. Còn các thầy trẻ thì chưa có phật sự gì nhiều thì chúng ta cúng dường ít. Điều đó không có phải là chúng ta bất kính, mà kêu mình cúng dường bình đẳng thì nó khó lắm. Cho nên vấn đề này thôi tùy duyên, quý vị muốn làm theo ai làm theo Phật cũng được, mà mình cúng dường sao cũng được, biến sao có cúng dường hết. Vẻ đẹp thứ 67 của Đức Phật là không xem thường chúng sanh. Không có xem thường nha quý vị, chúng sanh nào làm lỗi gì Đức Phật cũng không xem thường, kêu lại chỉ dạy không được Đức Phật im lặng vậy thôi, chứ không khinh thường ai, không có xem thường ai hết. Vẻ đẹp thứ 68 của Đức Phật đó là thân tướng hùng vệ, tức là thân tướng của Đức Phật rất là oai hùng, mạnh mẽ. Vẻ đẹp thứ 69 của Đức Phật là âm thanh không tăng giảm, tức là Đức Phật nói đều đều, không có tăng lên, không có giảm xuống, tức là nói đều, mà tùy theo cái nghiệp lực của người nghe mà có thể nghe lớn hoặc nghe nhỏ, và tùy theo chúng sanh ở cảnh giới nào cũng có thể nghe được, và ở quốc độ nào cũng có thể nghe được lời của Đức Phật. Cái đó mới gọi là phạm âm, tức là tiếng thanh tịnh từ đáy lòng. Cho nên Đức Phật đâu cần học ngoại ngữ đâu, cũng thuyết pháp ro, ai nghe cũng hiểu hết. Phạm âm là vậy đó, tức là tiếng đó là nói ra tùy theo nghiệp lực chúng sanh nào, chúng sanh đó sẽ cảm nhận được, nghe và hiểu được hết. Vẻ đẹp thứ 70 của Đức Phật là thuyết pháp không chấp trước, tức là khi Đức Phật thuyết pháp không kẹt vào nhân ngã, không kẹt vào pháp, không kẹt vào tướng chúng sanh, tất cả không thấy mình nói, không thấy chúng sanh nghe, và không thấy có pháp nói. Đức Phật nói bằng tâm vô trụ vô chấp, tùy theo căn cơ quán sát xong rồi thấy người đã tham, Đức Phật dạy pháp môn bổ thí, thấy người đã sân hận, Đức Phật dạy pháp môn hỷ xả. Nhưng mà khi dạy, Đức Phật dùng cả cái tâm của mình là tâm an định, không trụ vào ngã, không trụ vào pháp, để cho người đó có thể đạt được cảnh giới cao nhất sau khi thọ nhận và lãnh hội lời của Đức Phật dạy. Chứ không phải là Đức Phật không quán xét ha. Ở đây là không trụ chấp vào mình là người nói pháp và người kia là người đang nghe pháp. Đức Phật quán chiếu ngay từ đầu và chọn ra cái pháp nào nói phù hợp với căn cơ của người đó, nhưng mà không trụ vào cái tướng đó. Vẻ đẹp thứ 71 của Đức Phật là tùy duyên thuyết pháp, tức là Đức Phật theo nhân duyên mà thuyết pháp. Trình độ chúng sanh nào tới đâu Đức Phật sẽ thuyết pháp, tới vùng biển Đức Phật thuyết pháp cho chúng sanh ở vùng biển như thế nào, tới vùng rừng núi Đức Phật thuyết pháp cho chúng sanh ở rừng núi ra làm sao, rồi tới cái vùng đô thị Đức Phật thuyết pháp cho chúng sanh ở vùng đô thị như thế nào cho nó phù hợp. Đây là tùy theo cái nhân duyên mà Đức Phật thuyết pháp. Đó. Người nhiều sân hận, người nhiều bệnh tật, Đức Phật sẽ dùng cái pháp môn nào để dạy cho những người này. Cái đó gọi là tùy duyên thuyết pháp. Vẻ đẹp thứ 72 của Đức Phật là thứ đệ thuyết pháp, tức là Đức Phật nói pháp tuần tự, thứ lớp trước sau, rõ ràng. Mình hiểu đại khái là có nhập đề, rồi có thân bài, rồi có kết luận. Nó rõ ràng vậy chứ không có ai vô cái nói liền. Mà Đức Phật giải thích rất cặn kẽ, từ tốn từng phần một, theo thứ tự rõ ràng để chúng ta có thể hiểu biết được. Vẻ đẹp thứ 73 của Đức Phật là pháp âm ứng với âm thanh của từng chúng sanh. À, mới nãy thầy có nói rộng ra, nghe luôn cái tướng tốt này. Hồi nãy là thầy nói âm thanh không tăng giảm. Tức là pháp âm, tức là cái lời của Đức Phật thuyết pháp đó, nó ứng với lại âm thanh của chúng sanh, tức là chúng sanh nào nói ngôn ngữ nào thì tự động sẽ hiểu được cái lời đó. Giống như Đức Phật nói ra một thứ tiếng gì đó, thì người Mỹ nghe thì nghe ra tiếng Mỹ, người Pháp nghe ra tiếng Pháp, người Việt nghe ra tiếng Việt, người Campuchia nghe ra tiếng Cam. Nó cái đó là gọi là ứng âm thanh như thuyết pháp.
Vẻ đẹp thứ 74 của Đức Phật đó là chúng sanh ngắm thân Phật ngắm mãi không hết. Tức là đây có một cái vẻ đẹp là khi chúng sanh nhìn thấy tướng của Đức Phật đoan nghiêm tướng hảo thì người ta ngắm hoài ngắm không hết tướng hảo, tức là nhìn hoài nhìn không có ra hết được, chỗ nào cũng đẹp, đẹp toàn diện, chuẩn không cần chỉnh. Ngôn ngữ của thời đại đó, không biết ở đâu mà ta nghĩ ra những cái câu này, nó nghe nó cũng vui. Có người tự giới thiệu với thầy đó là con là chuẩn không cần chỉnh, bắt đầu thầy không có hiểu cái chữ đó, chuẩn không cần chỉnh là cái gì. Tức là họ tự khen họ đẹp. Giống như bữa rồi có một cái lễ Hằng Thuận, có một cái lễ cưới ở chùa thầy tổ chức đó, lúc mà tới cái tiết mục là chú rể với cô dâu đi tới mà tạ ơn song thân đó, rồi nói những cái lời trần tình, thì có cái ông chú rể này ông nói: con cảm ơn ba mẹ đã đẻ con ra nuôi con một đứa con đẹp trai. Trời ơi, ông tự tin gớm luôn. Thầy nghe thầy mắc cười gần chết. Thầy ra thầy nói: có phải thiệt vậy? Nó con nói thiệt mà. Nó cứ tự tin đi, mình tự tin sẽ chiến thắng. Vẻ đẹp thứ 75 của Đức Phật là ngắm mãi không chán. Mới nãy là ngắm mãi không hết, giờ ngắm mãi không chán. Tức là ngắm hoài vẫn không thấy hết được 80 vẻ đẹp của Đức Phật. Bây giờ tới Đức Phật có một cái tướng tốt nữa là ngắm mãi không chán. Tức là nhìn hoài không chán, tức là mình nhìn Phật thôi, nhìn hoài, nhìn quỷ. Quý vị thấy có nhiều tượng Phật chúng ta nhìn hoài chúng ta không biết chán nữa không? Có nhiều cái tượng Phật rất là đẹp. Người bình thường thôi, chưa tu hành chứng quả. Vậy mà có mấy cái đứa thanh niên nó nhìn hoài, nhỏ nó nhìn hoài nó cũng không chán. Không biết nhỏ nó tu cái pháp môn gì không biết. Mà thằng này nó nhìn hoài không chán. Có mấy em nó đi tới chùa thầy, nó kể cho thầy nghe. Nó có nhiều người đẹp, thầy nhìn hoài không chán. Thầy hỏi ai? Nó bạn con. Thầy hỏi bạn con là ai đâu, bữa nào dẫn tới. Trời ơi, bà có đẹp cái gì ở đâu? Không đẹp. Hay là tại vì thầy nhìn ở trong chùa nó quen rồi, thầy nhìn nó, thầy nó đầu cổ chơm bơm, ăn mặc thì hở hang, nó môi mắt rồi gì son phấn sắc lẻm vậy mà cái gì mà nhìn hoài không chán. Nó trụ vậy là đẹp ở thầy. Nó không biết con mắt của con nó có bị lệch không. Cái nghiệp quý vị biết không, cái đó là cái nghiệp nó tương xứng. Hãy mà nó thấy cái đó đẹp thì cái đẹp đó chưa chắc là mình thấy đẹp. Giống như mình nhìn thấy bình bông này đẹp, nhưng có người nhìn thấy bông này không đẹp, ta thấy bông khác đẹp. Mình thích tượng Phật bằng đá ngọc, bằng đá cẩm thạch đẹp thì mình nhìn thấy đẹp, nhưng có nhiều người thích tượng Phật bằng đồng thì thấy tượng Phật bằng đồng đẹp. Mình thích người có da trắng đẹp, nhưng có người thích da ngâm đẹp. Hai người đó ngồi lại chấm một người là đâu có hợp được, quý vị thấy không? Người thì thích miệng rộng đẹp, người thì thích miệng nhỏ chúm chím đẹp. Đó, người thì thích cao vòng vỏng thước 85, người thì thích 1m58 đẹp. Đó. Cái đẹp đó nó không có đồng với nhau do quan điểm của con người. Nhưng mà hễ cái người này nó tương ứng với người kia cộng nghiệp với nhau thì sẽ thấy đẹp. Chắc chắn là như vậy. Giống như cha mẹ vậy, sanh ra con cái thấy con cái mà đẹp hết à. Có nhiều người đó góp ý là nói con của cái người đó là không có tốt, nên dạy lại cách ăn mặc này kia cho đẹp. Thì nó đừng có góp ý người ta. Hễ cha mẹ nó thấy đẹp là con cái của nó đẹp à. Tại vì con của người ta thấy đẹp hết. Cho dù sanh ra tật nguyền thì con cũng là con của mình. Thì cha mẹ thấy cái lỗi đó cũng là lỗi của mình. Cho nên là cũng thấy con của mình đẹp thôi. Không có xấu. Cái đó là cộng nghiệp á. Cộng nghiệp tương ưng giữa hai tâm thức với nhau. Vẻ đẹp thứ 76 của Đức Phật. Tóc dài và đẹp. Quý vị có thấy tướng tóc dài của Đức Phật không? Có thấy không? Nhìn kỹ coi tượng Phật có tướng tóc dài không? Đức Phật có tóc không? Có không quý vị? Có chứ sao không có. Vậy mà khi thầy đi qua bên Đức thầy giảng, có cái thằng nhóc đó, nó 10 tuổi nó sọt tay túi quần đứng: thầy con có cái thắc mắc mà nói tiếng Việt không rành. Trời ơi, thắc mắc cái gì? Nói sao Đức Phật có tóc mà thầy không có tóc. Thầy không biết trả lời sao. Tại nó nhìn thấy thầy đầu trọc đó, nó nói tại sao Đức Phật có tóc mà thầy không có tóc. Tại cái chùa đó, cái tượng Phật là cái sơn tóc màu đen giống như mình đây nè. Nó hỏi vậy đó. Thầy nói, thầy phải bối rối một chút. Thầy nói, có tóc chứ sao không có tóc. Thầy có tóc. Nó nói, thầy đầu trọc mà. Thầy nói, thầy có tóc mà. Tại thầy cạo đi. Nó nói, nó hiểu rồi. Thầy phải giải thích vậy chứ, giải thích làm sao giờ. Không lẽ mình nói Phật không có tóc. Mà nó lấy nhầm ngay cái đầu trọc mình ra. Nó hỏi à. Thằng nhỏ thiệt. Mà con nít ở nước ngoài nó thắc mắc là nó hỏi à, quý vị biết không? Nó hỏi mình phải trả lời nó.
để nó khỏi hỏi nữa, nó dí mình nó hỏi hoài à. Mấy thầy dạy cho nó tụng chú giảng sanh, tụng chú đại bi, mà nó phải công nhận mấy đứa nó cũng thông minh, nó học trong cái khóa tu 7 ngày mà nó học thuộc, quý vị biết mà. Mà người nước ngoài mà nó đâu có rành tiếng Việt, nó đọc đâu có rành, mấy thầy phải đọc từng câu đọc theo mà cũng thuộc. Thì có một ông thầy kia, ổng 120 kg, ổng ngủ mà quý vị biết cách, ổng nằm là bố trí ổng cái phòng bìa nhất của dãy lầu đó, mà thầy ở bìa đó vẫn còn nghe tiếng ngáy. Nó mới tới nó nói thầy à, cái chú giảng sanh nó đọc cái ông thầy đó ổng có hết gáy không? Tại vì khi mấy thầy dạy nó đó, mấy thầy nói cái quay lực của thần chú rất là lớn, mình á mình đọc thành tâm mình muốn cái gì được cái đấy, nó nói con không ngủ được, bây giờ con đọc cái này nè, con muốn cái ông thầy đó không có ngáy nữa, có được không? Chính thầy anh bảo thầy nói được. Thế là nó kéo nhau nó súm lại nó đọc, thầy nó không đi tới ngay cái phòng đó, ngồi ở bên ngoài phòng rủ 30 đứa đứng đọc vậy, mà nó cũng rủ cho được 30 đứa, nó ngồi nó đọc, nó đọc sùm ở ông này không giật mình ông nín đó hết ngáy. Nó thiệt thà lắm quý vị, nó 15-14 tuổi vậy đó, nó nhỏ 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 nhỏ. Rồi cuối cùng thầy phải đi trị bệnh mà chụp cái nón vô á, cái nón bự lắm, để cho thầy không có phát ra cái tiếng ngáy, nhưng đó là một loại bệnh á, ngáy thiệt là lớn. Thì thầy ở Pháp, thầy đó ở Pháp, thầy ở chùa Khánh Anh á. Đức Phật có tóc nha quý vị, tóc dài và đẹp, tại vì Đức Phật cắt tóc đi thôi. Đó, Đức Phật cắt tóc. Thanh sơn đoạn phát, tuyết lãnh tu hành. Đó, có cái câu đó, tức là ở núi Tuyết Sơn đó thì tu hành, nhưng mà Đức Phật cắt tóc ở cái chân núi đó. Có trong cái sự tích Đức Phật đi xuất gia đó. Có ghi lại cái hình ảnh Đức Phật đứng cắt tóc đưa cho Sa Nặc cầm về, nhưng mà vừa cắt tóc đưa ra thì tóc nó bay lên trên trời hết, tại vì chư thiên hứng hết lấy hết tóc của Đức Phật. Nhưng mà sau này có xá lợi tóc, mà thầy không biết xá lợi tóc ở đâu không biết nữa. Mà có xá lợi tóc của Đức Phật á quý vị, vô Miến Điện á, có một sợi tóc của Đức Phật. Thầy nghĩ chắc là sau đời sau này, tức là sau khi thế pháp đó, thì tóc của Đức Phật cạo ra hay cắt ra đó, thì các thầy có lưu trữ, có giữ lại. Vẻ đẹp thứ 78 của Đức Phật là tóc xoắn đẹp. Đâu quý vị thấy tóc của Đức Phật xoắn nhìn cái con ốc đó không? Dòng qua hướng bên tay phải, đó là cái chiều tùy thuận chúng sanh. Quý vị đâu về thử coi tóc mình có xoắn không? Phải đi tiệm nó mới xoắn phải không? Chẳng những xoắn mà nó còn đổi màu nữa. Đó. Ủa sao không nhìn thầy? Thầy nó tóc đổi màu, có mấy người tóc đổi màu có nhìn chỗ khác không dám nhìn thầy. Dạ. 77, xin lỗi, 77 là cái tướng tóc dài không rối. Tức là tóc dài không rối, là tướng 78 là tóc xoắn đẹp. Bảy mươi chín là tóc như màu ngọc xanh. Tóc của Đức Phật đây vẽ không phải màu đen đâu nha quý vị, vẽ màu xanh á, xanh đen á, tức là tóc có cái màu xanh ngọc. Tóc của Đức Phật tức là đen mà đen xanh á, tức là đen mà đen ánh lên màu xanh á, chứ không phải là mình đi nhựa màu xanh đâu nha. Tức là tóc mà đen đen mà cái kiểu đen ánh xanh á, tức là cái màu đó giống như màu nhớt á, màu nhớt mà người ta vô xe Honda xem xe hơi đó, cái màu nhớt đó là nó màu đen mà đen xanh. Vẻ đẹp thứ 80 của Đức Phật đó là đầy đủ tướng tốt của một bậc phước đức. Tức là tướng nào Đức Phật cũng có hết. Thì trên đây là thầy trình bày cho quý vị ở những phần trước cho tới hôm nay, đó là gồm có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật như ở trong kinh đã ghi chép. Tuy rằng có chỗ người ta nói nó thêm bớt nữa, như là kim dung của Đức Phật như thế này như thế khác, không thể nghĩ bàn tướng như thế này thế kia, thì thực chất là từ cái lòng thành kính người ta khen ngợi, người ta tán dương Đức Phật thôi. Nhưng mà cũng bắt đầu từ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp này, không có thay đổi quý vị. Kỳ thật thì kim dung của Đức Phật nó có, chúng ta có thể hình dung trong 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, đó cũng là cách nói Phật
có cái thân tướng đoan nghiêm, cao 6 mét. Mà quý vị biết 1 mét là bao nhiêu không? Hả? 1 mét là nó 3 tấc mấy. Cho nên Đức Phật cao khoảng 1 mét 9. 1 mét 9 bây giờ đó. Tại vì cái mét hồi xưa là nó có khoảng 3 tấc à, 3 tấc mấy à. Cái thước hồi xưa đó, cho nên nói Đức Phật cao 6 mét mình hết hồn, tưởng như cao bằng nóc nhà. Từ đây tới đó có 8 mét chứ mấy. Từ đây lên tới cái cây ngang này là 5 mét, ở trên đó 3 mét đó là 8 mét. Mà Đức Phật cao 6 mét rồi. Thì quý vị thấy cao sao, hút cái cây ngang này nữa nè. Là cao lắm, hút cái cây ngang chỗ cái bóng đèn nè. Từ dưới mặt nền quý vị ngồi tới cái bóng đèn đó là có 5 mét thôi. Đó. Mà Đức Phật cao 6 mét, nhiều người hỏi thì nó trời cái mét này là mét hồi xưa, nó có 3 tấc mấy thôi. Là cộng lại tính theo mét Tây bây giờ đó là khoảng 1 mét 9. Đức Phật cao vậy đó. Thì đó là tướng tốt của Đức Phật. Thì hồi xưa đó, nó có một cái chuyện là ngoại đạo không có tin Đức Phật cao 6 mét, cho nên đem thước tới đo. Khi đọc lịch sử mình thấy có nhiều chuyện nó cũng vui. Rồi Đức Phật cũng đứng đo, đứng cho đo, mà đo không được. Cái thước đo, cái Đức Phật cao hơn chút, cái nhích cái thước lên, cái Phật cao hơn chút, cao hơn chút nữa. Cái không đo được. Đó là cái câu chuyện mà kể lại trong kinh. Trong kinh nói về cái nhóm ngoại đạo mà đi đo Đức Phật, nó không tin Đức Phật là cao 6 mét á. Cho nên quý vị thấy Tôn Ngộ Không dùng cân đổ vân, lộn một cái thôi, nhảy lộn một cái thôi, đi bao nhiêu dặm? Bao nhiêu dặm? 18.000 dặm. Vậy mà không nhảy qua khỏi lòng bàn tay của Đức Phật Tổ Như Lai. Nhảy đi xa như vậy đó, lộn mấy vòng, một vòng là 18.000 dặm mà. Lộn cho xa như vậy, rồi đi tới đó tè nữa, để làm dấu. Xong rồi quay trở về chỗ cũ. Tại vì không làm dấu thì sao người ta biết. Nhưng mà té ra, không ra khỏi bàn tay Đức Phật chỉ, đây nè, cái chỗ ông tè còn nè. Đó, bỏ tật sất láo, úp xuống chụp mày luôn. 18, tại sao lại là 18.000 dặm một cái nhảy lộn của Tôn Ngộ Không mà không là 19, không là 17? 18, đây là một con số đặc biệt chỉ cho 18 pháp giới. Gồm có 6 căn, 6 trần tiếp xúc với nhau phát sinh ra 6 thức. Cũng là một cái ý đó. Tức là do căn trần tiếp xúc với nhau, khi các giác quan chúng ta nè, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này nhìn thấy, cái này nghe thấy, kia nó phát sinh ra những cái suy nghĩ. Cái đó nó vô biên giới, nó không có hạn lượng. Cho nên chúng ta gặp một cái người nào đó, tự nhiên mình nhớ tới 30 năm trước họ làm khổ mình, họ bỏ rơi mình. Quý vị thấy cái tâm mình nó nhanh không? Thoáng một cái chúng ta nghĩ về cái chuyện của 30 năm trước, nó xa bao nhiêu. Rồi chúng ta tính tới những cái chuyện ở trên mặt trời, mặt trăng, ở dưới đáy nước rồi tùm lum hết. Đó là sức mạnh và cái tầm xa của tâm thức. Thì Tôn Ngộ Không nhảy lộ một cái 18.000 dặm. Đây là biểu trị thị cho 18 pháp giới. Ở trong cái cảnh giới này rất là lớn, rất là rộng. Đó. Thế nhưng Tôn Ngộ Không lộ 10 lộn không qua khỏi bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Thì chúng ta có thể hình dung được cái kim thân của Đức Phật, tướng tốt của Đức Phật, nó cao cả như thế nào và nó không thể nghĩ bàn đến mức nào. Chúng ta không thể dùng mắt thường mà chúng ta nói được. Chúng ta dùng cái suy nghĩ bình thường của mình mà mình có thể so sánh mình nói được. Đây là một cái rất là đặc biệt, thưa quý vị. Thì trong 32 tướng tốt của Đức Phật đó, lúc nãy thầy có nói về cái tướng lửa rộng dài đó. Thực ra đây là một cái tướng rất là đặc biệt của Đức Phật, do nhiều đời nhiều kiếp Đức Phật không có nói dối. Thì đọc truyện tiền thân của Đức Phật đó, chúng ta thấy trong tiền thân khi mà Đức Phật còn tu giống chúng ta vậy nè, đó, phát tâm tu tập, thì trong năm giới tiền thân của Đức Phật cũng có phạm. Phạm nhiều giới lắm, phạm hết 4 giới, trừ giới nói dối không phạm. Tức là không bao giờ Đức Phật nói dối, luôn nói lời chân thật, luôn dùng chánh ngữ để nói chuyện. Cho nên nhờ cái công đức đó mà thành tựu được tướng lưỡi rộng dài.
hình dung, cho nên chúng ta mới hình dung được âm thanh của Đức Phật nói ở đâu cũng có thể nghe được, xa mấy cũng nghe được. Ở đây quý vị nào đã từng đi Ấn Độ rồi, giơ tay lên thầy coi ai đã từng đi tham quan Ấn Độ đất Phật. Không có ai hết, à có một người, có mấy người. À, con có đi tới núi Linh Thú chưa? Đó. Nơi đó là nơi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, thầy có đi tới đó. Tuốt ở trên sườn núi cao lắm quý vị. Mà trong kinh nói rằng Đức Phật nói kinh Pháp Hoa này, tất cả các vị đại Bồ Tát trong mười phương thế giới câu hỏi về đây. Và thánh chúng ngồi đầy cả cái núi đó, Linh Thú đó. Vậy Đức Phật ngồi trên nói sao dưới chân núi nghe? Phải biết được rằng đây là phạm âm, tức là tiếng của Đức Phật nói nhờ cái công đức tu tập nhiều đời nhiều kiếp, cho nên âm thanh nó có thể vang xa, ở đâu cũng có thể nghe được. Ở trong kinh Đại Bảo Tích có chép một đoạn như thế này: bậc đại thần thông đệ tử của Phật là Mục Kiền Liên, có một lần muốn do thử âm thanh thuyết pháp của Đức Phật, liền bay đến cảnh giới phương Đông, cách nơi ta bà thế giới vô cùng tận, để đo lường âm thanh của Đức Phật. Khi đến Đông Phương quốc độ, tôn giả Mục Liên vẫn nghe thấy được tiếng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp. Quý vị thấy đặc biệt không? Trong kinh Đại Bộ Tích nói đó, tức là ngài Mục Liên muốn đo lường cái âm thanh của Đức Phật thuyết pháp ở tại Trúc Lâm Tinh Xá, thì dùng thần thông đệ nhất của mình bay tới phương Đông, gọi là phương Đông Phật độ, tức là cảnh giới của Đức Phật ở phương Đông của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đó, đi tới đó mà vẫn nghe được âm thanh thuyết pháp của Đức Phật ở tại Trúc Lâm Tinh Xá vang xa như thế. Thì quý vị biết được cái công đức tu tập của Đức Phật như thế nào rồi. Cho nên hôm nay chúng ta học về tướng tốt của Đức Phật, chân dung của Đức Phật, không phải chúng ta để cầu được những cái tướng đẹp này để mà cho người khác khen ngợi hay là tham đắm danh lợi bản thân của chúng ta, không phải, mà nhằm cải thiện cái nghiệp nhân của mình, cái công đức tu tập của mình mới viên mãn, với mục đích duy nhất đó là người khác nhìn thấy tướng tốt của mình, vẻ đẹp của mình, người khác phát tâm tu tập, chứ không phải để cho người ta khen trời ơi chị đẹp quá, chị quý phái quá, không phải. Mà người ta nhìn tướng hảo của một người tu tập để người ta phát tâm tu tập, người ta tùy hỷ với sự tu tập của mình, đó mới là quan trọng. Thì kính thưa với lại quý vị, nhân đây thì thầy cũng xin giải thích cho quý vị thêm về tám tướng thành đạo của Đức Phật. Tức là trong kinh hay nhắc tới tám tướng này. Thứ nhất, đó là từ cõi trời đâu xuất mà giáng sanh. Đây gọi là tướng. Tướng tức là sự kiện thôi, sự việc ha, chứ không phải cái tướng này là cái hình tướng. Cho nên bát tướng thành đạo tức là tám sự kiện trong cuộc đời của Đức Phật chúng ta cần phải nhớ. Thứ nhất, đó là từ cung trời đâu xuất, Đức Phật nhập xuống, giáng sanh xuống. Thì ở đây chúng ta phải hiểu ở trong kinh chép rằng Đức Phật ở trong tiền kiếp đã được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký là sau khi mà làm Bồ Tát ở thế giới Ta Bà bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi sẽ trở về nơi cung trời Đâu Xuất để tu tập tiếp, bồi bổ cái công đức tu hành của mình, sau đó sẽ giáng sanh xuống cõi Ta Bà. Thì đây là tướng thứ nhất, gọi là nhất tướng thành đạo, là tướng từ cõi trời Đâu Xuất giáng sanh xuống. Thứ hai là tướng nhập thai, tức là sau khi Đức Phật ở nội diện của cung trời Đâu Xuất tu tập ở đó tròn 4.000 năm, thì lúc bấy giờ Đức Phật là Bồ Tát Hộ Minh ở cung trời Đâu Xuất này, cởi vô trắng 6 ngà, từ cung trời Đâu Xuất nhập vào thai của Hoàng hậu Maya. Đây là tướng thứ hai trong bát tướng thành đạo, gọi là nhập thai. Tướng thứ ba là đản sanh, tức là vào ngày mùng 8 tháng 4, khi mà Hoàng hậu Maya đi trở về quê của mình để sinh con, đó là truyền thống của người Ấn Độ, khi sinh thì trở về nhà cha mẹ ruột của mình sinh. Thì trên đường đi tới giường Lâm Tỳ Ni, thấy
hoa nở đẹp, thơm ngát. Hoàng hậu cho dừng lại và đi xuống thưởng thức, thì ngay lúc đó hoàng hậu đản sinh thái tử ở tại giường Lâm Tỳ Ni, đó là tướng thứ ba trong bát tướng thành đạo. Thì quân tu sao chúng ta tổ chức lễ tắm Phật ở đây, tại vì mình không có làm trùng được ngày rằm. Nếu làm ngày rằm thì quý vị phải đi lần nữa, cực lắm. Thôi thì mong Đức Phật thông cảm, ở đây thầy trò con tu ngày nào Phật tắm ngày đó. Phải chịu chứ sao giờ. Thầy nghe, thầy đi nước ngoài thầy thấy mấy thầy để tổ chức lễ Phật đản gì đâu mà tới tháng 6 còn làm lễ Phật đản. Tại vì bây giờ không có ngày tổ chức. Một chùa tổ chức ngày Chủ nhật, cho nên hết ngày Chủ nhật này tới ngày Chủ nhật khác mà mấy chục chùa, quý vị nghĩ coi. Có thể nó kéo dài gần tới 2 tháng mới tổ chức được lễ tắm Phật. Tội nghiệp vậy đó. Tướng thứ tư trong bát tướng thành đạo đó là tướng xuất gia. Tức là lúc 19 tuổi, Thái tử Tất Đạt Đa cảm nhận được đời vô thường. Ai cũng trải qua 4 con đường sanh già bệnh chết. Ngài luôn thắc mắc đâu là cội nguồn đau khổ. Ai là người sống mãi không chết, ai là người trẻ hoài không già, ai là người khỏe mạnh hoài không có bệnh hoạn. Đây là những trăn trở của Thái tử Tất Đạt Đa. Và cuối cùng khi nhìn thấy một vị sa môn đi thong thả giữa dòng đời đau khổ không vướng bận gì hết, cho nên Thái tử Tất Đạt Đa hiểu được rằng vẫn có một con đường bình an qua sự xuất gia tu tập, và điển hình là vị sa môn này. Cho nên Thái tử quyết định bỏ lại sau lưng cả cung điện của vương quốc Ca Tỳ La Vệ, bỏ lại sau lưng cả một gia tài, một gia đình và một gian sang, cho nên đi xuất gia tu tập. Đó là tướng thứ tư của Đức Phật gọi là xuất gia. Thật ra Đức Phật cũng thấy được những cái sự bất công trong xã hội, khi con người ta bóc lột nhau, chia rẽ nhau, giai cấp này phải phục vụ giai cấp khác, ở giai cấp quý tộc là quý tộc suốt đời, giai cấp nô lệ là nô lệ suốt đời. Cho dù anh có đẻ ra con anh thông minh cách mấy mà nó là nô lệ, anh là nô lệ thì nó là nô lệ. Đức Phật nó không thể nào, không thể nào có cái chuyện đó. Chứng kiến những cái bất công đó cho nên Thái tử nhất định đi xuất gia. Tướng thứ năm ở trong bát tướng thành đạo là hàng phục ma quân. Tức là khi Đức Phật đi tu học theo các tôn giáo khác với A-la-la-ca-la hoặc là Uất Đầu Lâm Phất, tu tập thiền định tới những cảnh giới cao như là nhập phi tưởng, phi phi tưởng xứ định rồi. Nhưng Ngài biết rằng đây không phải là nơi mà Ngài đến, vì vẫn còn trong sanh tử luân hồi. Cho nên Ngài nhất định phải tự tìm ra con đường cho mình đi và phát nguyện đi tới cái gốc cây Bồ Đề đó để mà ngồi thiền trong 49 ngày đêm. Thì sau đó Ngài mới giác ngộ hoàn toàn. Thì trong cái đêm đó, đó là cái đêm chuẩn bị chứng quả, thì ma quân kéo tới quậy phá quấy nhiễu đủ thứ chuyện hết, nhưng mà cái quan trọng nhất là giả ra làm Gia Du Đà La công chúa, tức là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa. Sau nhiều năm xa cách cho nên gặp lại nó có dao động hay không, đây là một cái quấy phá lớn nhất. Thì Đức Phật cũng hàng phục được, nói ta đã thấy rõ bộ mặt của ngươi, ta đã thấy rõ được căn nhà, đâu là khung sườn, đâu là đòn dông đòn tai, đừng có lừa ta, thôi hãy đi đi. Thì ma quân mới bỏ đi, tức là không có làm dao động được Đức Phật. Thì cái đó gọi là hàng phục ma quân. Thì quý vị biết ma quân ở đây đối với người tu đặc biệt nhất đó là nữ sắc, thứ nhì đó là danh lợi, tức là ham danh ham lợi. Mấy cái này nó sẽ ảnh hưởng tới cái sự tu tập của người xuất gia. Tướng thứ sáu là thành đạo, tức là sau khi hàng phục ma quân rồi, vào ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch, ngay nơi tòa kim cang dưới cây bồ đề, lúc mà sao mai mọc thì Ngài thành tựu được chánh giác, sau khi chứng được tam minh. Sao mai là sao kim đó nha quý vị. Đó. Chứng quả ngay buổi sáng đó, cái đó gọi là tướng thành đạo. Tướng thứ bảy là chuyển pháp luân, tức là sau khi Đức Phật thành đạo rồi, lại nhận thấy giáo pháp mà Ngài hiểu ra được, nói người ta không nghe, chúng sanh can cường khó độ, cho nên Ngài lại toan nhập Niết Bàn. Thì lúc bây giờ chư thiên và chư Bồ Tát khắp các nơi câu hội về cầu thỉnh Đức Phật thuyết pháp, tại sao đạo Ngài tìm ra nó gian nan như vậy, bây giờ Ngài nhập Niết Bàn. Đức Phật cũng nói là bây giờ chúng sanh căn cơ trình độ thấp quá,
mà chúng sanh đầy dẫy những tham chấp dối lừa, hơn thua hận thù với nhau, cho nên là không thể đón nhận được giáo pháp này, thì các vị đó mới cầu thỉnh Đức Phật ở lại chuyển pháp luân, thì chính thức Đức Phật mới thuyết pháp cho chư Bồ Tát và các vị này nghe trong suốt 21 ngày đêm ở pháp hội đầu tiên trong đại định, đó là pháp hội Hòa Nghiêm. Sau đó Đức Phật mới tới vườn Nai nói pháp cho 5 người bạn đồng tu trước đây của mình là 5 anh em Kiều Trần Như qua bài pháp Tứ Diệu Đế, cái đó gọi là chuyển pháp luân. Quý vị đi qua Ấn Độ bây giờ cũng còn cái chỗ đó, người ta có khắc cái bài kinh chuyển pháp luân của Đức Phật ngay trên cái chỗ vườn Nai, chỗ Lộc Quyển đó. Nhưng mà thầy đi tới đó thì thấy nó buồn quá, nó điều hiu quá. Thầy không có cái cảm giác nó thiêng liêng giống như đi tới chỗ Đức Phật đản sinh và chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn. Tướng thứ 8 trong bát tướng thành đạo đó là nhập Niết Bàn, tức là vào ngày 15 tháng 2, ngày đúng 80 tuổi, nhân duyên giáo hóa đã viên mãn, cho nên ngài nhập Niết Bàn ở dưới rừng Sa La. Đó là 8 tướng thành đạo của Đức Phật. Thì thực ra nó có nhiều cái chuyện mà chúng ta chưa có biết. Chắc để lần sau thầy giải thích thêm. Trong đó nó có một cái tướng mà thân Đức Phật bị nạn, bị hại. Thì buổi sau thầy sẽ giảng tiếp. Và giảng tiếp một cái phần nữa nói về ý nghĩa của cái chân thân của Đức Phật và cái tướng thật của Phật khi chúng ta phát tâm tu tập như thế nào. Kính thưa tất cả chư hành giả, thầy xin phép đọc tiếp phần sau của phẩm tứ tướng thứ 7 trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Xin mời đại chúng chắp tay chi tâm lắng nghe. Này Ca Diếp, chánh pháp là chỗ tôn thờ của chư Phật, nên Như Lai cung kính cúng dường. Vì pháp là thường trụ nên chư Phật cũng thường trụ. Khi ấy Ca Diếp Bồ Tát cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu lửa phiền não tắt, Như Lai cũng tắt, thế thời Như Lai không có chỗ thường trụ, như mạt sắc kia mắt ánh lửa đỏ rồi chẳng biết giảng đến đâu. Như Lai phiền não cũng vậy, diệt rồi thời vô thường, lại như trên thanh sắc kia hơi nóng và màu đỏ đã tắt rồi, thời không còn có nữa. Như Lai cũng vậy, khi diệt rồi thì gọi là vô thường, diệt lửa phiền não bèn nhập Niết Bàn, nên biết Như Lai tức là vô thường. Khi ấy Đức Phật mới nói với Bồ Tát Ca Diếp rằng: Này Ca Diếp, thanh sắc là nói của phàm phu, người phàm dầu diệt phiền não, diệt rồi sanh lại nên gọi là vô thường. Như Lai chẳng phải như vậy, diệt rồi không còn sanh lại nên gọi là thường. Lúc bấy giờ Ca Diếp Bồ Tát lại cung kính bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, như nơi thanh sắc màu lửa đỏ đã tắt, đem thanh sắc để lại ở trong lửa, thời màu đỏ sẽ sanh lại. Nếu như vậy, Như Lai lẽ ra sanh phiền não lại, nếu phiền não sanh trở lại thì gọi là vô thường. Khi ấy Đức Phật nói rằng: Này Ca Diếp, ông không nên nói Như Lai vô thường, vì Như Lai là thường trụ. Như đốt gỗ, khi gỗ hết, lửa tắt thời còn tro, phiền não diệt rồi bèn có Niết Bàn. Các điều dụ giống như chém đầu, lọ dở cũng giống như vậy. Này Ca Diếp, như sắc nguội có thể làm nóng trở lại, Như Lai không phải như vậy, dứt phiền não rồi, rốt ráo thanh lương, lửa phiền não chẳng còn sanh trở lại. Vô lượng chúng sanh như thanh sắc kia, Như Lai dùng lửa mạnh trí huệ đốt sắc kiết sự phiền não của chúng sanh. Khi ấy Ca Diếp Bồ Tát bạch rằng: Lành thay, lành thay, nay con đã thật biết rõ được chư Phật là thường trụ. Lúc ấy Đức Phật nói:
Này Ca Diếp, dĩ như thánh dương vốn ở trong lòng cùng, hoặc có lúc dạo chơi nơi giường, dầu lúc ấy vua không có ở giữa đám cung phi, cũng chẳng được nói là vua đã chết. Cũng vậy, Như Lai dầu đã nhập vào trong niết bàn, không hiện ở nơi cõi diêm phù, chẳng gọi là vô thượng. Như Lai ra khỏi vô lượng phiền não nơi niết bàn an vui, dạo chơi vui vẻ nơi các giường hoa chánh giác. Lúc ấy, Ca Diếp Bồ Tát lại bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, như lời của Đức Thế Tôn đã dạy, từ lâu Như Lai đã vượt khỏi biển phiền não, duyên cớ gì lại cùng Gia Du Đà La sanh ra La Hầu La? Do cớ đây mà biết rằng Như Lai chưa vượt khỏi biển phiền não, cúi xin Như Lai nói rõ về nhân duyên đó. Khi ấy, Đức Phật Ca Diếp từ tốn dạy rằng: Này Ca Diếp, ông chẳng nên nói Như Lai từ lâu đã vượt khỏi biển cả phiền não, duyên cớ gì lại cùng Gia Du Đà La sanh La Hầu La? Vì cớ đây nên biết Như Lai chưa vượt khỏi biển cả phiền não. Này Ca Diếp, đại niết bàn đây hay kiến lập sự nghĩa to lớn, này các ông nên trí tâm lắng nghe, rồi rộng vì người mà giảng thuyết, chớ có sanh lòng nghi ngờ. Nếu có vị đại Bồ Tát trụ đại niết bàn, có thể đem núi Tu Di cao rộng để vào trong vỏ hộp đình lịch, các loài ở tại núi Tiêu Di không bị chật hẹp, vẫn y như thường, cũng không có quan niệm gì khác. Chỉ có người đáng được độ mới thấy vị Bồ Tát ấy đem núi Tu Di để vào vỏ của hộp đình lịch, rồi đem để lại chỗ cũ. Này Ca Diếp, lại có địa có vị đại Bồ Tát trụ đại niết bàn, có thể đem cả cõi đại thiên vào trong vỏ của hộp đình lịch. Chỉ có người đáng được độ là thấy được việc làm này. Ngoài ra tất cả chúng sanh đều không hay biết gì cả, không bao giờ cũng không bao giờ thấy được sự chật hẹp, vẫn y như cũ. Cho nên đem cõi đại thiên để vào lỗ chân lông cũng giống như vậy. Lại có vị Bồ Tát trụ ở đại niết bàn, ngắt lấy nhiều thế giới ở mười phương để nơi đầu mũi kim, như ghim vào trong lá táo, rồi ném để ở thế giới khác. Những chúng sanh trong các thế giới bị ném đó không hay biết, chỉ có người đáng được độ là thấy được việc làm này, và cũng thấy Bồ Tát đem các thế giới đã ném để lại chỗ cũ. Lại có vị đại Bồ Tát trụ đại niết bàn, bứt lấy các thế giới ở mười phương để trên bàn tay mặt, rồi ném dục qua khỏi vô lượng thế giới khác. Cũng có vị đại Bồ Tát trụ đại niết bàn, đem vô lượng thế giới ở mười phương để vào lòng của thân mình, để vào trong thân mình, hoặc để vào trong một di trần vẫn không thấy chật hẹp. Chúng sanh trong các cõi ấy không bị bất ngợp, cũng chẳng hay chẳng biết. Chỉ có người đáng được độ mới thấy biết việc làm này, và cũng thấy Bồ Tát đem những thế giới trở lại chỗ cũ. Này Ca Diếp, vị đại Bồ Tát trụ đại niết bàn, thời có thể thị hiện vô lượng thần thông biến hóa, vì thế nên gọi là đại bát niết bàn. Tất cả chúng sanh không có thể suy lường đến được. Nay ông làm thế nào biết Như Lai gần nơi ái dục sanh La Hầu La? Này Ca Diếp, Như Lai đã từ lâu trụ nơi đại niết bàn, thị hiện vô lượng thần thông biến hóa ở trong cõi đại thiên trăm ức mặt trời mặt trăng, trăm ức diêm phù đề này thị hiện vô lượng thần thông biến hóa, như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đã có nói nhiều. Hoặc ở diêm phù đề thị hiện nhập niết bàn mà chẳng rốt ráo nhập niết bàn, hoặc ở diêm phù đề thị hiện vào thai mẹ làm cho cha mẹ tưởng là con trai của mình sanh đẻ, mà thân của Như Lai đây trọn hẳn chẳng từ nơi ái dục hòa hợp mà sanh ra. Như Lai đã lìa ái dục từ vô lượng kiếp rồi, thân của Như Lai đây chính là pháp thân, và tùy thuận thế gian mà thị hiện vào trong thai mẹ. Này Ca Diếp, nơi giường lâm tỳ ni thị hiện từ nơi mẹ là ma gia sanh ra, vừa sanh liền đi qua hướng đông bảy bước sướng lên rằng: Ở trong hàng trời người A Tu La, ta là bậc tôn thượng hơn cả.
cha mẹ và trời người thấy thế vừa sợ vừa mừng, cho rằng hy hữu mà mọi người nói là đứa trẻ nhỏ. Nhưng chính thiệt thời thân của Như Lai đã lìa cách trên đây từ vô lượng kiếp. Thần của Như Lai tức là Pháp Thần, chẳng phải thân thịt, máu mạch, gân xương tủy hợp lại thành. Vì tùy thuận cách sanh của chúng sanh mà thị hiện làm đứa trẻ, đi qua hướng nam bảy bước là thị hiện muốn làm phước điền vô thượng cho chúng sanh. Đi qua hướng tây bảy bước là thị hiện thân này là thân cuối cùng không còn sanh tử nữa. Đi qua hướng bắc bảy bước là thị hiện đã qua khỏi sanh tử của các cõi. Đi qua hướng đông bảy bước là thị hiện làm đạo sư của chúng sanh. Đi qua bốn hướng cạnh bảy bước là thị hiện dứt diệt các thứ phiền não và bốn loài ma, mà thành đấng Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Đi lên bảy bước là thị hiện không bị vật dơ làm ô nhiễm như hư không. Đi xuống bảy bước là thị hiện rưới mưa pháp dập tắt lửa địa ngục cho chúng sanh hưởng vui an ổn. Nơi Diêm Phù Đề, sau khi sanh bảy ngày lại thị hiện cạo tóc, mọi người đều cho rằng Như Lai là đứa trẻ mới cạo tóc lần đầu. Kỳ thật, tất cả trời người Ma Dương Sa Môn Bà La Môn, không một ai có thể thấy được đảnh tướng của Như Lai, huống là có người cầm dao đến cạo tóc được. Trong vô lượng kiếp lâu xa về trước, Như Lai đã cạo bỏ râu tóc rồi. Vì muốn tùy thuận theo pháp thế gian nên Như Lai thị hiện cạo tóc mà thôi. Cha mẹ đem ta đến miếu thờ trời ra mắt Đại Tự Tại Thiên. Lúc Đại Tự Tại Thiên thấy Như Lai liền chắp tay cung kính đứng qua một bên. Từ lâu xa vô lượng kiếp Như Lai đã bỏ lìa cách vào miếu trời, nhưng vì tùy thuận thế gian mà thị hiện việc như vậy. Ở Diêm Phù Đề, Như Lai thị hiện xỏ lỗ tai, kỳ thiệt tất cả chúng sanh không ai có thể xỏ được lỗ tai của Như Lai, vì tùy thuận thế gian mà thị hiện như vậy. Lại thấy các châu báu làm bông tai sư tử để đeo vào, kỳ thiệt từ vô lượng kiếp Như Lai đã lìa bỏ đồ trang điểm, nhưng vì muốn tùy thuận thế gian mà thị hiện những việc như vậy. Rồi vào học đường, học tập chữ nghệ, võ nghệ, nghề nghiệp, vân vân. Kỳ thiệt từ vô lượng kiếp Như Lai đã hoàn toàn rành rẽ tất cả các môn ấy. Xem khắp cả ba cõi không một ai có khả năng làm thầy của Như Lai được. Vì muốn tùy thuận thế gian mà thị hiện vào trong học đường. Vì thế nên gọi là đấng Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Ở cõi Diêm Phù Đề, tùy thuận thế gian mà thị hiện làm thái tử, mọi người đều thấy Như Lai là thái tử, con trai lớn của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, hưởng sự vui sướng trong cảnh ngũ dục. Kỳ thiệt trong vô lượng kiếp Như Lai đã bỏ lìa sự vui ngũ dục rồi. Nhà tướng số đoán rằng thái tử nếu chẳng xuất gia thời sẽ làm chuyển luân thánh dương cai trị Diêm Phù Đề. Mọi người đều tin lời tiên đoán ấy. Kỳ thật, từ vô lượng kiếp Như Lai đã bỏ vị chuyển luân thánh dương mà làm bậc pháp dương. Thị hiện nhằm lìa cảnh vui ngũ dục, dạo thành gặp người già bệnh chích cùng sa môn, rồi dược thành xuất gia, hành đạo. Mọi người đều cho rằng thái tử Sĩ Đạt Đa mới xuất gia, nhưng từ vô lượng kiếp Như Lai đã xuất gia thành đạo rồi. Thị hiện thọ giới cụ túc, tinh tấn hành đạo, chứng quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán. Mọi người thấy vậy đều nói quả A La Hán dễ được không khó, nhưng từ vô lượng kiếp Như Lai đã thành tựu quả A La Hán rồi. Vì muốn độ thoát mọi loài chúng sanh mà thị hiện trải cỏ làm tòa, ngồi nơi đạo tràng dưới cõi Bồ Đề, hàng phục ma quân. Đại chúng đều cho rằng Như Lai mới thành đạo hàng phục ma quân, nhưng từ vô lượng kiếp Như Lai đã hàng phục ma quân rồi, vì muốn hàng phục chúng sanh can cường nên Như Lai thị hiện như vậy. Như Lai lại thị hiện đại tiện tiểu tiện thở ra hít vào, mọi người đều cho rằng Như Lai có đại tiện tiểu tiện và hít thở, kỳ thiệt Như Lai, thân của Như Lai đây đều không có những việc ấy. Vì tùy thuận thế gian mà thị hiện như vậy.
lại thể hiện thọ thực phẩm của người dân cúng, nhưng thật ra thân của Như Lai đều không có sự đối khác. Lại thể hiện ngũ nghĩ đồng như chúng sanh, nhưng từ vô lượng kiếp Như Lai đã đầy đủ trí huệ thâm diệu, xa lìa tất cả những sự thế gian như đi đứng nằm ngồi, đau đầu đau bụng đau lưng, rửa tay rửa mặt xúc miệng vân vân. Mọi người đều cho rằng Như Lai có các hoài nghi như vậy, nhưng kỳ thật thân của Như Lai đều không có những sự ấy. Tay chân trong sạch như hoa sen, hơi miệng thơm sạch như mùi thơm hoa U Bát La. Đại chúng cho rằng Như Lai là nhân loại, mà thiệt thời Như Lai không phải nhân loại. Lại thể hiện nhận lấy y phấn tảo giặt vũ mai nhuộm, nhưng từ lâu Như Lai chẳng cần đến những cái y ấy. Này Ca Diếp, dầu Như Lai luôn thị hiện nhập Niết Bàn tại Diêm Phù Đề này, kỳ thật Như Lai chẳng rốt ráo nhập Niết Bàn, mà chúng sanh cho rằng Như Lai thiệt diệt độ. Phải biết tánh Như Lai chẳng thiệt diệt hẳn, là pháp thường trụ, là pháp không biến đổi. Này Ca Diếp, đại Niết Bàn là pháp giới của chư Phật Như Lai. Như Lai thị hiện ra đời thành Phật, chúng sanh đều nói Như Lai mới thành Phật, nhưng thiệt ra Như Lai làm chỗ làm đã xong từ vô lượng kiếp, vì tùy thuận thế gian mà thị hiện làm như vậy. Này Ca Diếp, ở Diêm Phù Đề có lúc Như Lai thị hiện chẳng giữ giới cấm phạm tứ trọng tội, nhưng từ vô lượng kiếp Như Lai giữ chặt cấm giới chẳng một mãi thiếu sót. Có lúc thị hiện làm gã Nhất Xiển Đề, nhưng thiệt ra không phải Nhất Xiển Đề. Làm gì có Nhất Xiển Đề mà thành bậc vô thượng chánh giác? Có lúc thị hiện Phá Hòa Hợp Tăng, có lúc thị hiện hộ trì chánh pháp, mọi người đều kinh quái. Có lúc thị hiện làm Ma Dương Ba Tuần, nhưng từ vô lượng kiếp Như Lai đã lìa ma sự trong sạch không nhiễm như hoa sen. Có lúc thị hiện thân gái thành Phật, mọi người đều nói rất lạ cho người nữ có thể thành Phật. Phải biết Như Lai trọn hẳn không thọ thân gái, vì muốn điều phục vô lượng chúng sanh nên hiện thân gái, và cũng vì thương xót chúng sanh mà hiện nhiều thứ thân, cho đến hiện thân Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục để độ chúng sanh trong các loài ấy. Lại thị hiện làm Phạm Thiên Dương để cho người thờ Phạm Thiên vào trong chánh pháp, nhận đến thị hiện các thân trời khắp các miếu cũng vì mục đích ấy, nhưng thiệt ra Như Lai không phải Phạm Thiên, không phải thân trời. Có lúc thị hiện vào nhà gái dâm, nhưng Như Lai thiệt không có niệm dục, lòng Như Lai trong sạch không nhiễm ô như hoa sen, vào đấy để tuyên thuyết diệu pháp cho hạng người say mê sắc dục. Lại thị hiện vào trong nhà thanh y để giáo hóa hạng nô tỳ cho mọi người được trụ nơi chánh pháp. Lại thị hiện làm bác sĩ để dạy học trò, thị hiện chơi bài bạc để độ hạng người bài bạc. Thị hiện thân chim thú để độ các loài thú, lại thị hiện làm trưởng giả để an lập cho mọi người trụ nơi chánh pháp. Thị hiện làm vua làm quan để dìu dắt nhân dân tu chánh pháp. Lại thị hiện bệnh tật tại nơi Diêm Phù Đề, rồi trước thí thuốc cho bệnh nhân, sau giảng giải đạo pháp. Lại thị hiện cơ cẩn tay, trước bố thí cơm áo, sau tuyên truyền diệu pháp. Lại thị hiện đau bên tai, rồi thuyết diệu pháp cho mọi người bỏ lòng quán hại. Lại thị hiện vì hạng chấp thường mà giảng pháp vô thường, vì hạng chấp lạc mà giảng pháp khổ, vì hạng chấp ngã mà giảng pháp vô ngã, vì hạng chấp tịnh mà giảng pháp bất tịnh, vì người tham chấp ba cõi mà thuyết pháp cho họ xa lìa ba cõi, vì độ chúng sanh mà tuyên thuyết diệu pháp vô thượng, trồng cây pháp dược vô thượng để thay cây phiền não, diễn nói chánh pháp để cứu bọn ngoại đạo tà kiến. Dầu thị hiện làm thầy chúng sanh, nhưng Như Lai trọn không có quan niệm là thầy. Đức Như Lai chánh giác an trụ đại bát niết bàn như vậy nên gọi là thường trụ không biến đổi. Cũng như thị hiện ở Diêm Phù Đề, nơi Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngô Quá Châu, Bắc Câu Lô Châu, dẫn đến ở các cõi khắp cả đại thiên, Như Lai đều thị hiện như vậy,
như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đã nói rộng, vì lẽ ấy nên gọi là Đại Bát Niết Bàn. Nếu có vị Đại Bồ Tát an trụ Đại Bát Niết Bàn như vậy, thời có thể thị hiện vô lượng thần thông biến hóa như trên mà trọn không có chút chướng ngại cùng e sợ. Này Ca Diếp, do nhân duyên trên đây, ông chẳng nên nói La Hầu La là con trai của Phật, vì từ vô lượng kiếp Như Lai đã lìa hẳn dục nhiễm, nên Như Lai gọi là thường trụ không biến đổi. Lúc bấy giờ, Ca Diếp Bồ Tát cung kính chắp tay mà bạch cùng với Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, như lời của Đức Thế Tôn đã nói, như ngọn đèn đã tắt thời không có phương sở, cũng vậy, Như Lai diệt độ rồi thời không có phương sở, thì thế nào Như Lai gọi là thường trụ? Khi ấy, Đức Phật dạy rằng: Này Ca Diếp, ví như người đời thắp đèn dầu theo số dầu còn thời ngọn đèn, còn cháy, khi dầu hết thời ngọn đèn tắt dụ cho lửa phiền não đã dứt, ngọn đèn tắt mà bình đèn vẫn còn, cũng vậy phiền não dầu dứt mà Như Lai pháp thân vẫn thường còn. Này Ca Diếp, ngọn đèn cùng bình đèn có cùng tắt dứt cả không? Khi ấy Ca Diếp Bồ Tát mới bạch Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, dạ không. Tuy không cùng tắt dứt cả, nhưng đều là vô thường. Nếu đem pháp thân dụ với bình đèn, thời pháp thân cũng là vô thường. Lúc bấy giờ, Đức Phật ân cần giảng giải: Này Ca Diếp, ông không nên nạn như vậy. Đồ vật thế gian là vô thường, Như Lai không phải là vô thường. Trong tất cả pháp Niết Bàn là thường, Như Lai tức Niết Bàn nên gọi là thường. Này Ca Diếp, nói đèn tắt đó là nói Niết Bàn của bậc A-la-hán chứng, vì A-la-hán dứt tham ái phiền não nên dụ như đèn tắt, còn bậc A-na-hàm gọi là có tham, vì có tham nên chẳng được gọi là đồng với đèn tắt. Do nghĩa ấy nên ngài trước Như Lai nói dụ như đèn tắt chứ chẳng phải đại Niết Bàn đồng với đèn tắt. Bậc A-na-hàm chẳng còn lại thọ thân trong ba cõi nữa, chẳng còn lại thọ thân, hôi nhơ, thân trùng, thân ăn uống, thân độc khổ nên gọi là A-na-hàm. Nếu còn gọi thân thời gọi là Na-hàm, không còn thọ thân mới gọi là A-na-hàm. Nếu còn khứ lai thời gọi là Na-hàm, không còn khứ lai mới gọi là A-na-hàm. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Ca Diếp lại chắp tay mà bạch cùng với Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, như lời của Đức Thế Tôn dạy, chư Phật Thế Tôn có tạng bí mật, nghĩa này không phải, vì chư Phật Thế Tôn chỉ có mật ngữ mà không có mật tạng, như nhà ảo thuật điều khiển người mái. Mọi người dầu thấy người mái co duỗi cúi ngửa, nhưng chẳng biết bộ phận nào ở trong như thế nào. Phật Pháp không phải như vậy, Phật Pháp làm cho chúng sanh đều hiểu đều biết, thế sao lại bảo rằng chư Phật Thế Tôn lại có tạng bí mật? Khi ấy Đức Phật mới khen rằng: lành thay, đúng như lời của ông vừa nói, Như Lai thiệt không có tạng bí mật, như trăng tròn giữa đêm thu, trời trong không mây mù, mọi người ai cũng thấy rõ dần trăng sáng, lời của Như Lai cũng khai phát hiển lộ rõ ràng. Kẻ ngu kia tự không hiểu rồi cho đó là tạng bí mật, người trí thấu suốt thời không gọi là tạng. Này Ca Diếp, ví như có người để dành vàng bạc đến số ức triệu vì lòng bỏn sẻn chẳng ban ơn bố thí cho kẻ nghèo cùng, chứa của như vậy mới gọi là giấu kín, Như Lai thời không phải thế. Từ vô lượng kiếp chứa để vô lượng diệu pháp lòng không bỏn sẻn, thường đem ban bố cho mọi loài chúng sanh, đâu có thể gọi là Như Lai bí tạng được. Như có người tật nguyền hoặc một mắt cục tai què chân, vì hổ thẹn mà không cho người khác thấy, vì thế nên gọi là núp kín, Như Lai thời không phải thế. Bao nhiêu chánh pháp đầy đủ không thiếu điều cho người thấy cả, nên pháp của Như Lai không gọi là bí tạng được. Như Lai nghèo thiếu nợ nhiều, như người nghèo thiếu nợ nhiều, vì sợ chủ nợ đòi mà ẩn trốn nên gọi là trốn kính. Như Lai thời không phải thế, Như Lai không có nợ chúng sanh về pháp thế gian.
dầu đối với chúng sanh có nợ xuất thế nhưng cũng chẳng ẩn mặt, vì Như Lai luôn xem chúng sanh như con đẻ của mình mà thường diễn nói pháp nghĩa vô thượng. Như trưởng giả giàu có nhiều của cải, chỉ có một đứa con trai, trưởng giả rất mến yêu con, bao nhiêu tiền của châu báu đều chỉ muốn cho con biết hết. Cũng vậy, Như Lai xem chúng sanh đồng là con một. Như người đời vì nam căn nữ căn xấu xí nên dùng y phục để che đậy nên gọi là phúc tàn. Như Lai không phải thế, đã dứt hẳn thứ căn ấy, vì không căn nên không chỗ phúc tàn. Như dòng Bà La Môn có những điều luận nói, trọn không muốn cho người trong dòng sát lợi tỳ xá thủ đầu nghe biết, vì trong các luận điều của họ có chỗ lỗi ác. Chánh pháp của Như Lai thời không phải như vậy, tất cả đều là lành là phải, vì thế nên chẳng được gọi là bí tạng. Như trưởng giả rất yêu đứa con trai một, dắt đến nhà trường ý muốn cho học, sao vì sợ con không được mau thành tài nên dắt về. Vì thương con nên trưởng giả ngày đêm ân cần dạy cho nó về bán tự mà không dạy luận tỳ già la, vì nó còn nhỏ tuổi quá chưa đủ sức học. Cho nên ca diếp, giả sử như trưởng giả dạy về bán tự xong, đứa con trai ấy có thể liền đặng hiểu biết luận tỳ già la không? Khi ấy ca diếp bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, dạ không ạ. Đức Phật nói tiếp: Như vậy trưởng giả có bí tạng đối với lại con của ông ấy không? Ca diếp Bồ Tát mới bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, dạ không. Vì đứa con còn thơ ấu nên trưởng giả không dạy, chứ chẳng phải vì bí tạng mà lẫn tiếc không dạy ạ. Nếu có lòng tật đố lẫn tiếc mới gọi là giấu kính. Như Lai không như vậy, sao lại gọi là Như Lai bí tạng được? Đức Phật khen: Lành thay, lành thay. Đúng như lời ông nói, nếu có lòng tật đố giận hờn lẫn tiếc mới gọi là bí tạng. Như Lai không có những lòng quấy ấy đâu, nên gọi là bí tạng được. Như Lai không có những lòng quấy ấy, cho nên không thể gọi là bí tạng được. Này ca diếp, ông trưởng giả kia chỉ cho Như Lai còn đứa con trai một của ông là chỉ cho tất cả chúng sanh. Như Lai xem tất cả chúng sanh giống như con một, dạy cho con trai một nói là hàng thanh văn đệ tử, còn bán tự đó là nói chính bộ kinh tiểu thừa, luận tỳ già la là nói về kinh điển phương đẳng đại thừa. Vì hàng thanh văn không đủ sức trí huệ nên Như Lai dạy cho họ bán tự chính bộ kinh điển mà chẳng dạy luận tỳ già la kinh điển phương đẳng đại thừa. Này ca diếp, như đứa con trai kia tuổi đã lớn đủ sức học tập mà trưởng giả không dạy luận tỳ già la mới có thể gọi trưởng giả là bí tàng. Nếu hàng thanh văn đủ sức lãnh thọ đại thừa mà Như Lai lẫn tiếc không dạy mới có thể gọi Như Lai có tạng bí mật, nhưng thiệt ra Như Lai không phải như vậy nên Như Lai không có tạng bí mật. Như trưởng giả sau khi dạy bán tự xong, kế gì con mà diễn nói luận tỳ già la. Cũng vậy, Như Lai vì các đệ tử giảng nói bán tự chính phẩm kinh xong, kế gì giảng nói luận tỳ già la phương đẳng đại thừa, chính là diệu lý Như Lai thường còn không biến đổi. Này ca diếp, như tháng mùa hạ kéo mây nổi sấm sói mưa, khiến cho nhà nông cài cấy đặng mùa, người không gieo trồng thời không chỗ được. Chẳng phải lỗi của Long Dương mà Long Dương cũng không có chỗ tiết giấu. Như Lai đây cũng như vậy, xối mưa pháp lớn kinh đại niết bàn. Nếu các chúng sanh gieo hạt lành, thời được mầm trái trí huệ. Nếu không gieo hạt lành, thời không chỗ được. Đây không phải là lỗi ở Như Lai mà Phật Như Lai cũng không có chỗ tàng bí mật. Lúc bấy giờ, Ca Diếp Bồ Tát mới chắp tay bạch cùng với Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, nay con quyết định rõ biết được Như Lai không có chỗ bí tàng. Như lời của Đức Phật nói luận tỳ già la là nói Phật Như Lai thường còn không biến đổi. Nghĩa đây không phải vì sao, vì ngày trước Phật có nói kệ: Chư Phật cùng duyên giác nhận đến chúng đệ tử còn bỏ thân vô thường, huống là hạng phàm phu. Này Đức Thế Tôn nói là thường, còn
còn không biến đổi, nghĩa này như thế nào xin Đức Thế Tôn chỉ dạy. Khi ấy, Đức Phật mới dạy Ca Diếp Bồ Tát rằng, này Ca Diếp, Như Lai vì hàng thanh văn đệ tử mà dạy về bán tử nên nói bài kệ vô thường ấy. Này Ca Diếp, xưa kia vì mẹ chết nên vua Ba Tư Nặc rất thương nhớ buồn khổ đến thăm Như Lai. Như Lai liền hỏi cớ sao nhà vua lại quá buồn khổ như vậy. Đức vua Ba Tư Nặc mới đáp rằng, bạch Đức Thế Tôn, hôm nay Hoàng Thái Hậu thăng hà. Giả sử có người nào làm cho mẹ của con sống lại, con sẽ nhường ngôi và đem của tiền châu báu cùng thân này để thưởng tặng cho người ấy sử dụng. Như Lai nghe thế mới khuyên vua Ba Tư Nặc rằng, này đại vương, nhà vua chớ có nên quá sầu khổ. Tất cả chúng sanh hễ thọ mạng hết gọi là chết. Chư Phật duyên giác thanh văn còn bỏ thân này, huống chi là phàm phu. Này Ca Diếp, vì giải bán tự cho vua Ba Tư Nặc cho nên Như Lai mới nói bài kệ ấy. Này Như Lai, vì các hàng thanh văn đệ tử giảng nói luận Tỳ Già La, tức là Như Lai thường còn không có biến đổi. Khi nghe Đức Phật nói xong, Ca Diếp Bồ Tát lại thắc mắc mà bạch cùng với Đức Phật rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, như lời của Đức Thế Tôn đã dạy, không chỗ chứa nhóm, nơi ăn biết đủ, như chim bay không, dấu không thể tìm. Bạch Đức Thế Tôn, những nghĩa này là thế nào? Trong chúng họ đây, ai được gọi là chỗ không chứa nhóm, ai được gọi là nơi ăn biết đã đủ? Ai đi nơi hư không chẳng thể tìm dấu, mà sự đưa này là đến phương nào? Cúi mong Đức Thế Tôn xót thương mà chỉ dạy. Khi ấy, Đức Phật mới ân cần dạy rằng, luận về chứa nhóm là nói về của báo. Này Ca Diếp, chứa nhóm có hai thứ, một là hữu di, hai là vô di. Chứa nhóm hữu di là hạnh thanh văn, chứa nhóm vô di là hạnh của Như Lai. Này Ca Diếp, tăng cũng có hai hạng, một là hữu di, hai là vô di. Hữu di tăng gọi là thanh văn tăng không có chứa nhóm. Những tôi tớ đồ vật phi pháp, kho đụng lúa gạo, múa mè, đậu bắp, vân vân. Nếu có người nói Như Lai cho chứa nuôi tôi tớ các đồ vật như vậy nữa, thì người ấy sẽ bị quả báo rút lưỡi. Hàng thanh văn đệ tử của Như Lai gọi là không chứa nhóm, cũng gọi là nơi ăn biết đủ. Nếu có tham ăn gọi là chẳng biết đủ. Người khó tìm dấu thời là bậc gần đạo vô thượng bồ đề. Như Lai nói người này giàu đi mà không có chỗ đến. Lúc bấy giờ, Ca Diếp Bồ Tát mới bạch cùng Đức Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, hàng hữu di tăng còn không chứa nhóm, huống hy là vô di tăng. Vô di tăng chính là Như Lai, thế sao Như Lai phải có chứa nhóm? Và chứa nhóm đó gọi là cất dấu. Thế nên Như Lai phàm có nói ra điều không lẫn tiếc, thế nào gọi là cất dấu? Không thể tìm ra dấu vết đó gọi là niết bàn. Trong niết bàn không có mặt trời mặt trăng, tinh tú, nóng lạnh, gió mưa, sanh già bệnh chết, 25 cõi lìa các sự lo khổ và các phiền não. Niết bàn như vậy là chỗ Như Lai ở thường không biến đổi. Vì nhân duyên ấy, Như Lai đến ở trong rừng Ta La, nơi đại niết bàn mà nhập đại niết bàn. Bây giờ Đức Phật mới nói rằng, này Ca Diếp, chữ đại đó tánh ấy rộng lớn, như người sống lâu vô thượng tuổi thời gọi là vô lượng đại trượng phu. Người này nếu có thể an trụ nói chánh pháp thời gọi là bậc siêu thăng trong loài người, như tám điều giác ngộ của bậc đại nhân mà Như Lai đã dạy, là một người có đủ hay nhiều người có đủ. Nếu một người có đủ cả tám thời là rất siêu thăng. Nói rằng niết bàn ở đó không có tỳ vết. Này Ca Diếp, như người bị xuân tên độc đau nhức lắm, gặp được lương y nhổ tên độc ra rồi truyền cho thuốc hay, người ấy hết đau nhức được an vui. Vị lương y này liền đi nơi thành ấp và các xóm làng, hễ chỗ nào có người bị thương đau khổ liền đến điều trị cho. Cũng vậy, Như Lai thành bậc đẳng chánh giác làm vị đại y dương, thấy chúng sanh khổ não nơi cõi Diêm Phù Đề, từ vô lượng kiếp bị tên độc phiền não dâm nộ si mê làm đau nhức, bèn nói kinh Đại Thừa Cam Lộ Pháp Dược. Điều trị nơi đây rồi, Như Lai lại đến xứ khác nơi có tên độc phiền não,
thị hiện làm Phật để điều trị, thế nên gọi là Đại Bát Niết Bàn. Đại Bát Niết Bàn đó gọi là chỗ giải thoát, tùy nơi nào có chúng sanh đáng được điều phục, thời Như Lai ở trong ấy mà thị hiện. Vì nghĩa chân thật thậm thâm này nên gọi là Đại Bát Niết Bàn. Ca Diếp Bồ Tát khi ấy lại bạch cùng với Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, y sư ở trong đời có thể điều trị thương tích cho tất cả chúng sanh được chăng? Mong Đức Thế Tôn ân cần chỉ giáo. Khi ấy Đức Phật mới dạy: Này Ca Diếp, thương tích của người đời phàm có hai thứ, một là bệnh có thể trị, hai là bệnh không thể trị. Bệnh có thể trị thời y sư trị được, còn bệnh không thể trị thời y sư không trị được. Lúc ấy Ca Diếp Bồ Tát lại bạch tiếp: Kính bạch Đức Thế Tôn, cứ như lời của Đức Thế Tôn đã dạy, thời Như Lai đã trị bệnh cho chúng sanh nơi Diêm Phù Đề này rồi. Nếu nói đã trị rồi, sao nơi đây còn có chúng sanh chưa được Niết Bàn? Nếu chưa được Niết Bàn cả, sao Như Lai nói rằng điều trị đã xong mà muốn đến xứ khác? Mong Đức Thế Tôn chỉ giáo. Đức Phật mới ân cần chỉ dạy: Này Ca Diếp, chúng sanh trong Diêm Phù Đề này có hai hạng, một hạng tin và một hạng không tin. Hạng có lòng tin thời gọi là trị được, vì sẽ không phiền não quyết định được Niết Bàn, thế nên Như Lai nói trị chúng sanh nơi Diêm Phù Đề rồi. Hạng không có lòng tin gọi là nhất xiển đề, hạng nhất xiển đề gọi là không trị được, trừ hạng nhất xiển đề ngoài ra điều trị đã xong, thế nên Niết Bàn không gọi là không có thương tích. Ca Diếp Bồ Tát là bạch Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, những gì gọi là Niết Bàn? Đức Phật nói: Này Ca Diếp, Niết Bàn đó gọi là giải thoát. Ca Diếp Bồ Tát chắp tay ân cần bạch cùng với Đức Phật rằng, với lòng thắc mắc: Dạ, kính bạch Đức Thế Tôn, những gì gọi là Niết Bàn? Đức Phật nói: Này Ca Diếp, Niết Bàn đó gọi là giải thoát. Kính bạch Đức Thế Tôn, chỗ nói giải thoát là sắc hay là chẳng phải sắc? Đức Phật nói với Ca Diếp rằng: Này Ca Diếp, hoại là sắc, hoại hoặc là sắc, hoặc là chẳng phải sắc. Thanh văn duyên giác giải thoát là không phải sắc, chư Phật Như Lai giải thoát là sắc. Này Ca Diếp, thế nên giải thoát cũng sắc, cũng chẳng phải là sắc. Như Lai vì hàng thanh văn đệ tử nói thì chẳng phải là sắc. Ca Diếp mới bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thanh văn duyên giác nếu chẳng phải là sắc, thời thế nào mà được trụ? Đức Phật mới dạy Ca Diếp rằng: Này Ca Diếp, như trời phi tưởng phi phi tưởng cũng là sắc, chẳng phải sắc. Như Lai cũng nói là chẳng phải sắc. Như có người nạn rằng trời phi tưởng phi phi tưởng nếu chẳng phải sắc thế nào được trụ đi lại cử động? Những nghĩa này là cảnh giới của chư Phật chẳng phải thanh văn duyên giác quyết được. Giải thoát cũng giống như vậy, là sắc chẳng phải sắc. Nói chẳng phải sắc cũng là tưởng, phải tưởng nói là chẳng phải tưởng. Những nghĩa như vậy là cảnh giới của chư Phật chẳng phải hàng thanh văn duyên giác mà biết được. Lúc bấy giờ Ca Diếp Bồ Tát lại bạch cùng với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cuối mong Đức Thế Tôn thương xót mà nói rộng lại những nghĩa đại Niết Bàn giải thoát cho chúng con nghe. Đức Phật mới khen rằng: Lành thay, lành thay. Này Ca Diếp, người chân giải thoát gọi là xa lìa cả hệ phược. Nếu chân giải thoát lìa các hệ phược, thời không có sanh cũng không hòa hiệp. Ví như cha mẹ hòa hiệp sanh ra con, người chân giải thoát thời không phải như vậy, thế nên giải thoát gọi rằng chẳng sanh. Này Ca Diếp, như đề hồ tánh nó thanh tịnh cũng vậy, Như Lai chẳng phải nhân nơi cha mẹ hòa hợp mà sanh. Tánh Như Lai thanh tịnh sở dĩ thị hiện có cha mẹ là vì muốn hóa độ các chúng sanh. Người chân giải thoát tức là Như Lai, Như Lai cũng giải thoát không hai không khác. Ví như tháng mùa xuân gieo các hạt giống, đặng hơi ẩm ướt liền mọc mầm lên cây, người chân giải thoát thời chẳng phải như vậy. Lại giải thoát gọi là hư vô, hư vô tức là giải thoát tức là Như Lai, Như Lai tức là hư vô, chẳng phải năng tác sở tác. Phàm là tác giả, dường như thành quách lầu nhà để ngăn kẻ địch, chân giải thoát chẳng phải như vậy, thế nên giải thoát tức là Như Lai. Giải thoát tức là pháp vô vi, ví như thợ gốm
làm đồ rồi lại bị bể. Giải thoát chẳng như vậy, chân thiệt giải thoát chẳng sanh chẳng diệt, thế nên giải thoát tức là Như Lai. Cũng vậy, Như Lai bất sanh bất diệt, chẳng già chẳng chết, chẳng hư chẳng hoại, chẳng phải pháp hữu gì. Do những nghĩa này nên gọi là Như Lai nhập đại niết bàn. Già là dời đổi tóc bạc, mặt nhăn, chết là thân hư mạng hết. Trong giải thoát không hai thứ này, vì không già chết nên gọi giải thoát. Như Lai cũng không tóc bạc, mặt nhăn, các pháp hữu di dời đổi. Vì thế Như Lai không có già, không có già thời, không có chết. Lại giải thoát gọi rằng không bệnh. Bệnh là 404 thứ bệnh và các thứ bệnh ở ngoài đến xâm tổn ở nơi thần. Nơi đây không có các thứ bệnh ấy nên gọi là giải thoát. Không tật bệnh là chân thiệt giải thoát. Chân thiệt giải thoát tức là Như Lai. Như Lai không bệnh, cho nên pháp thân không có bệnh, không có bệnh như vậy tức là Như Lai. Chết là thân hư mạng hết, nơi đây không chết tức là cam lồ. Cam lồ là chơn thiệt giải thoát, chơn giải thoát tức là Như Lai. Như Lai thành tựu công đức như vậy, thế sao lại nói Như Lai vô thường? Không có lẽ gì nói Như Lai vô thường được, là thân kim cang thế nào vô thường? Thế nên Như Lai không gọi là chết. Như Lai thanh tịnh không có cấu nhơ, thân Như Lai chẳng bị nhơ nhớp trong thai, như hoa sen trắng bổn tánh trong sạch. Như Lai giải thoát cũng lại như vậy, giải thoát như vậy tức là Như Lai, thế nên Như Lai thanh tịnh không cấu nhơ. Lại giải thoát trọn không còn sót thừa những phiền não lỗi lầm, cũng vậy Như Lai không có tất cả những phiền não lỗi lầm. Lại nữa giải thoát không có đấu tranh, ví như người đối thấy kẻ khác ăn uống thời sanh lòng tham đoạt, giải thoát không phải như vậy. Lại nữa giải thoát gọi là an tịnh, người phàm tục cho rằng an tịnh là đại tự tại thiên, đây chính là lời hư vọng. Chân thiệt an tịnh là rốt ráo giải thoát, rốt ráo giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa giải thoát tức là an ổn, như chỗ nhiều giặc cướp gọi chẳng gọi là an ổn, nơi thanh bình mới gọi là an ổn. Trong giải thoát không có bố úy nên gọi là an ổn. Thế nên an ổn tức là chân thiệt giải thoát, chân giải thoát tức là Như Lai, Như Lai tức là pháp vậy. Lại nữa giải thoát không có bạn đồng hàng. Có bạn đồng hàng như quốc vương, có các lân quốc, không bạn đồng hàng như chuyển luân thánh vương, không có vua nào đứng ngang hàng. Cũng vậy, giải thoát không có đồng hàng. Không có đồng hàng là chơn giải thoát, chơn giải thoát là Như Lai chuyển pháp luân dương, thế nên Như Lai không bạn đồng hàng. Lại giải thoát không ưu sầu, có ưu sầu như quốc dương sợ nước láng giềng mạnh nên ưu sầu. Giải thoát không như vậy, như phá được quán địch thời không còn lo sợ nữa. Cũng vậy giải thoát không có lo sợ, không lo sợ tức là Như Lai. Lại nữa giải thoát là không lo mừng, ví như người đàn bà chỉ có một đứa con trai, có việc xa nhà, thoạt có tin con bị nạn chết thời rất sầu khổ, về sau lại nghe rằng con còn sống rất là vui mừng. Trong giải thoát không có sự lo mừng như vậy, không lo mừng là chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa giải thoát không có bụi nhơ, như tháng mùa xuân sau khi mặt trời lặn, gió nổi bụi mù, trong giải thoát không có việc ấy, không bụi mù, dụ cho chơn giải thoát tức là Như Lai. Như Diên Minh Châu trong búi tóc của Thánh Dương không có nhơ bợn, tánh giải thoát cũng không nhơ bợn, không nhơ bợn dụ cho chơn giải thoát tức là Như Lai. Như chất vàng không lộn cát đá mới gọi là vàng ròng, ai được vàng ròng thời tự biết là mình có của. Cũng vậy tánh giải thoát như chất vàng ròng kia dụ cho chơn giải thoát tức là Như Lai. Như bình sành bị bể, tiếng nghe lạch cạch, bình bằng kim cương bảo bối, thời chẳng giống như vậy. Giải thoát cũng không tiếc bể, bình bảo kim cương dụ cho chơn giải thoát tức là Như Lai, thế nên thân Như Lai không có hư hoại. Tiếng lạch cạch như hột đu đủ dầu phơi trong nắng, nổ tiếng lạch cạch, giải thoát không có như vậy. Như bình bảo kim cương không có tiếng bể lạch cạch, giả sử trăm ngàn người cùng đua nhau bắn không ai làm bể được, không tiếng bể lạch cạch dụ cho chơn giải thoát tức là Như Lai. Như người nghèo thiếu nợ bị chủ nợ đòi hỏi kiện thưa, gông cùm trói nhốt,
Trong giải thoát không có các việc ấy, như trưởng giả giàu lớn có vô số vàng bạc châu bó, thế lực tự tại chẳng mang nợ ai. Giải thoát cũng như vậy, chứa vô lượng của pháp bảo, thế lực tự tại không có nợ thiếu, không nợ thiếu dụ cho chơn giải thoát. Chơn giải thoát tức là Như Lai. Ví như người ăn cá đã no mà lại uống sữa, những người này thời là gần sự chết. Trong chơn giải thoát không có sự như vậy. Người này nếu được thuốc hay cam lồ thời được khỏi bệnh, chơn giải thoát cũng như vậy. Thuốc hay cam lồ dụ cho chơn giải thoát, chơn giải thoát tức là Như Lai. Thế nào là bước ngặt và không bước ngặt? Như người phàm ngã mạn tự cao cho rằng không ai hại được mình, bèn ở chung với rắn cọp trùng độc, nên biết người này sẽ bị hoạnh tử. Đây là bước ngặt, trong chơn giải thoát không có việc như vậy. Không bị bước ngặt là như thần châu của vua chuyển lưng trừ được 96 thứ độc trùng. Ai nghe được thần châu này, thời các thứ độc đều tiêu diệt. Chơn giải thoát cũng lại như vậy, xa lìa cả 25 cõi, tiêu độc dụ cho chơn giải thoát. Chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại không bước ngặt như hư không, giải thoát cũng như vậy. Hư không kia dụ cho chơn giải thoát, chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa bức ngạc, như gần cỏ khô mà đốt đèn lửa thời bị cháy lan, trong chơn giải thoát không có sự như vậy. Lại không bức ngạc, ví như mặt trời mặt trăng không bức chúng sanh, cũng vậy giải thoát không bức ngạc chúng sanh. Không bức ngạc đây là dụ cho chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa giải thoát gọi là pháp vô động là không quan không thân. Như vua chuyển luân dương không có vị thánh dương khác để làm thân hữu, giải thoát cũng vậy. Thánh dương không có thân hữu dụ cho chơn giải thoát tức là Như Lai. Như Lai tức là pháp vậy. Như áo trắng dễ nhuộm màu, giải thoát không như vậy, nên giải thoát là vô động. Như hoa bà sư không có mùi hôi và màu xanh thời không thể được, cũng vậy muốn trong giải thoát có mùi hôi và có các màu thời không thể được, nên giải thoát là pháp vô động, giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa giải thoát gọi là hy hữu, như trong nước mọc hoa sen thời không phải là hy hữu, trong lửa mọc hoa sen mới gọi là hy hữu, ai thấy cũng đều vui mừng. Cũng vậy, ai được thấy chơn giải thoát cũng đều vui mừng, hy hữu kia dụ cho chơn giải thoát tức là Như Lai, Như Lai chính là pháp thần. Như trẻ nít chưa mọc răng, khôn lớn lần lần răng mới mọc, giải thoát chẳng phải như vậy, không có sanh cùng bất sanh. Lại giải thoát gọi là hư tịch vô hữu bất định, bất định như hạng nhất diễn đề không phải rốt ráo chẳng dời, như người phạm tội không phải rốt ráo chẳng thành Phật. Nếu có lòng tin trong sạch ở nơi chánh pháp, hoặc được làm u bà tắc thời diệt nhất diễn đề, còn người phạm tội trọng khi diệt tội ấy thời được thành Phật. Nếu nói là rốt ráo không dời, rốt ráo chẳng thành Phật đạo thời là không đúng, trong chơn giải thoát đều không có sự diệt tận như vậy. Lại hư tịch thuộc về pháp giới, như pháp giới tánh tức là chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại nhất diễn đề nếu diệt tận thời chẳng được gọi là nhất diễn đề, những gì gọi là nhất diễn đề, hạng nhất diễn đề đoạn diệt tất cả căn lành tâm họ không vinh. Nếu tất cả các pháp lành nhẫn đến không sanh một niệm lành, trong chơn giải thoát đều không có sự như vậy. Không các việc ấy tức là chơn giải thoát chính là Như Lai. Lại giải thoát gọi là chẳng thể lường được, ví như đóng thóc có thể biết số cân lượng, chơn giải thoát thời chẳng như vậy, ví như biển lớn thời không thể đo lường được. Cũng vậy giải thoát không thể đo lường, không thể đo lường là chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là vô lượng pháp, như một chúng sanh có nhiều nghiệp báo, cũng vậy giải thoát có vô lượng quả báo là chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là rộng lớn, như biển rộng lớn không có gì sánh bằng, cũng vậy giải thoát không có gì sánh bằng, không gì sánh bằng là chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa giải thoát là tối thượng, như hư không cao hơn cả không gì sánh, cũng vậy giải thoát cao hơn cả không gì sánh, cao không gì sánh tức là chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa giải thoát gọi là không có diều qua, ví như chỗ ở của sư tử các loài thú không con nào qua được, cũng vậy giải thoát không vượt qua được chơn giải thoát tức là Như Lai.
lại giải thoát còn gọi là vô thượng, giống như phương Bắc là trên các phương. Cũng vậy, giải thoát không có còn gì trên nữa, không gì trên là chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát còn gọi là vô thượng thượng, như phương Bắc qua nơi phương Đông là vô thượng thượng. Cũng vậy, giải thoát là vô thượng thượng là chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát còn gọi là pháp hằng, như thân của trời người chết. Đây gọi là hằng, chẳng phải không hằng. Cũng vậy, giải thoát chẳng phải không hằng, chẳng phải không hằng là chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là cứng nhắc, cứng chắc, như Khư Đà La Chiên Đàn Trầm Thủy, tánh của nó cứng chắc. Cũng vậy, tánh của giải thoát cứng chắc, tánh cứng chắc tức là chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không rỗng bọng, giống như thân cây tre lao rỗng bọng. Giải thoát không phải như vậy nên biết giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là không ở được, như tường vách khi chưa sơn phết, ruồi muỗi đáp đậu trên đó. Lúc sơn phết rồi, côn trùng nghe mùi sơn bèn không đến đậu ở. Cũng không ở như vậy, không ở như vậy dụ cho chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là vô biên, ví như tụ lạc đều có biên giới, các giải thoát phải như không phải như vậy, không có biên tế như hư không, giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không thể thấy, ví như khó thấy dấu chim bay trên hư không, khó thấy như vậy dụ là chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là thậm thâm, vì hàng thanh văn duyên giác không thể nào vào được, giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, thậm thâm đó là chỗ cung kính của Phật và Bồ Tát, ví như hiếu tử cúng dường cha mẹ, công đức rất sâu. Công đức rất sâu dụ cho chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không thấy được, như người đời không thể thấy được đỉnh đầu của mình. Cũng vậy, hàng thanh văn duyên giác không thấy được giải thoát, chơn giải thoát đây tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là không nhà cửa, ví như hư không, không có nhà cửa. Nói nhà cửa là dụ cho 25 cõi, không nhà cửa dụ cho giải chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là chẳng thể nắm lấy, như trái Amalat người nắm lấy được, chẳng giải thoát. Giải thoát thì không thể nắm lấy được, không thể nắm lấy được là chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không thể cầm, ví như vật huyễn không thể cầm là chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát không có thân thể, ví như thân người sanh các thứ ghẻ lác, ung nhọt, điên cuồng, gầy ốm. Trong chơn giải thoát không có những bệnh như vậy, không bệnh dụ cho chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là một vị, như sữa có một vị như vậy là chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là thanh tịnh, như nước không bùng, đứng lặng trong sạch là chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát là nhất vị thanh tịnh, như giọt mưa đê hư không, nhất vị thanh tịnh dụ cho chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là trừ dẹp, ví như trăng tròn không mây mù là chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là tịch tịnh, ví như người mang bệnh nóng khi được lành mạnh, thời thân tịch tịnh. Giải thoát cũng vậy, thân được tịch tịnh tức là giải thoát, chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát tức là bình đẳng, ví như ruộng quang, loài rắn độc lang sói đều có tâm sát hại. Giải thoát không như vậy, không có tâm sát hại, không có tâm sát hại là chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại bình đẳng đó, như lòng bình đẳng của cha mẹ đối với các con, giải thoát cũng như vậy, tâm bình đẳng tức là chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không có chỗ khác, ví như có người chỉ ở nơi tòa nhà cao đẹp sạch sẽ, không có ở chỗ nào khác. Giải thoát cũng vậy, không chỗ nào khác là chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là tri túc, như người đói gặp được món ăn ngon, thời ăn mãi không nhàm. Giải thoát không phải như vậy, như ăn cháo sữa, thời không cần món gì khác, không cần món gì dụ cho chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là đoạn tuyệt, như người bị trói đứt dây được giải thoát, được thoát khỏi. Cũng vậy, giải thoát dứt đứt tất cả sự trói buộc của lòng nghi ngờ, đoạn nghi như vậy là chơn giải thoát tức là Như Lai.
lại giải thoát gọi là đến bờ bên kia, ví như con sông lớn có bờ bên này bờ bên kia. Giải thoát không như vậy, dầu không bờ bên này, không có bờ bên kia, có bờ bên kia, đó gọi là chơn giải thoát. Chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là im lặng, không phải như biển lớn vang tiếng ồ ạt của thủy triều. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là mỹ diệu, ví như các thứ thuốc trộn với trái a lê lạc thời có vị đắng. Giải thoát không như vậy, như vị cam lồ, như vị cam lồ dụ cho chơn giải thoát. Chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát là trừ các phiền não, ví như lương y hòa hiệp các thứ thuốc trị lành các thứ bệnh tật. Cũng vậy, giải thoát trừ được các thứ phiền não, trừ phiền não tức là chơn giải thoát. Chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát không gọi là hẹp, ví như căn nhà nhỏ không dung được nhiều người. Giải thoát không phải như vậy, dung chứa được nhiều, dung được nhiều là chơn giải thoát. Chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát là diệt những tham ái chẳng nên dâm dục, ví như người nữ nhiều sự tham dục. Giải thoát không như vậy, giải thoát như vậy tức là Như Lai. Như Lai không có những phiền não tham dục sân hận ngu si kiêu mạn. Lại nữa, giải thoát gọi là không ái nhiễm. Ái có hai thứ, một là ngạ quỷ ái, hai là pháp ái. Chân giải thoát lìa nơi ngạ quỷ ái, vì thương xót chúng sanh mà có pháp ái. Pháp ái như vậy là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát lìa ngã và ngã sở. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Như Lai tức là pháp vậy. Lại nữa, giải thoát tức là diệt tận, lìa sự tham dục trong ba cõi. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Như Lai tức là pháp vậy. Lại giải thoát gọi là cứu hộ, hay cứu hộ tất cả những kẻ sợ hãi. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Như Lai chính là pháp vậy. Lại giải thoát tức là chỗ về. Nếu nương nơi qua dạy, nếu nương về nơi giải thoát như vậy, thời chẳng phải cầu nương chỗ khác. Ví như người nương tựa nơi vua, chẳng cầu nương tựa chỗ khác. Dầu nương tựa nơi vua mà có động chuyển, về nương nơi giải thoát không có động chuyển. Không động chuyển là chơn giải thoát. Chơn giải thoát tức là Như Lai. Như Lai là pháp vậy. Lại nữa, giải thoát gọi là tòa nhà. Ví như có người đi nơi rừng vắng, thời có hiểm nạn. Giải thoát không như vậy, chẳng có hiểm nạn. Chẳng có hiểm nạn tức là chơn giải thoát. Chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát là vô sở quý, như sư tử chúa không sợ trăm thú. Cũng vậy, giải thoát không sợ các loài ma, không sợ sạch là chơn giải thoát. Chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát không có chật hẹp, ví như con đường hẹp không dung được hai người đi ngang nhau. Giải thoát chẳng như vậy, giải thoát ấy tức là Như Lai. Ví như có người bị cọp rượt té xuống giếng sâu. Giải thoát không như vậy, giải thoát ấy tức là Như Lai. Lại không chật hẹp, như di chuyển, như đi thuyền, vượt biển an ổn, lòng được vui mừng, giải thoát cũng vậy. Tâm được vui mừng là chơn giải thoát. Chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát là lìa các nhân duyên, ví như nhân sữa được lạc, nhân lạc được tô, nhân tô được hồ. Trong chơn giải thoát đều không có những nhân ấy, không nhân ấy là chơn giải thoát. Chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, chơn giải thoát hay phục kiêu mạn, ví như đại dương kiêu mạn đối với tiểu dương. Đại giải thoát không phải như vậy, giải thoát ấy tức là Như Lai. Như Lai tức là pháp vậy. Lại giải thoát phục các phóng vật, người phóng vật thời có nhiều tham dục. Trong chơn giải thoát không có tên gọi ấy, không có tên gọi ấy gọi là chơn giải thoát. Chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát hay trừ vô minh, như thứ tô thượng, như thứ tô thượng hạng, lọc sạch tất cả các cận nhơ, bèn gọi là đề hồ. Cũng vậy, giải thoát trừ sạch vô minh, sanh ra chơn minh. Chơn minh ấy tức là chơn giải thoát. Chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là tịch tịnh, thuần một không hai, như voi nơi đồng hoang trống, riêng một mình không bạn bày. Cũng vậy, giải thoát thuần một không hai, thuần một không hai là chơn giải thoát. Chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là cứng đặc, như tre lao thầu dầu, cọng cây rỗng bọng mà hột thời cứng đặc. Trừ Phật Như Lai, tất cả trời người đều không cứng đặc. Chơn giải thoát xa lìa các dòng hữu lậu, giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại giải thoát còn gọi là bỏ các hữu lậu, như có người ăn rồi mà ói ra. Bỏ các hữu lậu là chơn giải thoát. Chơn giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là quyết định, như mùi thơm hoa bà sư không có trong hoa thất diệp.
Giải thoát như vậy tức là Như Lai, lại giải thoát gọi là Thủy Đại. Ví như Thủy Đại thắng hơn các đại khác, hay nhuận hột giống tất cả các cỏ cây, cũng vậy giải thoát hay nhuận tất cả các loài có sự sanh sống. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là giàu, như có cửa nẻo, thời thông vào hầm vàng, có thể được vàng. Cũng vậy, giải thoát như cửa nẻo kia, người tu vô ngã, thời được vào trong. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là hay giỏi, ví như học trò theo học bên thầy, làm đúng theo chỗ thầy dạy bảo, thời được hay, gọi là hay giỏi. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là pháp xuất thế, ra khỏi hơn nơi tất cả pháp, ví như vị sữa của tô hơn cả vị của các thứ khác. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là bất động, như ngạch cửa gió không làm lay động được. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát không gọi là sóng dợn, giống như nước biển cả luôn có dợn sóng. Giải thoát không phải như vậy, giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là chỗ dùng, như vàng diêm phù đàn, dùng được nhiều việc, không ai nói được chỗ xấu dở của vàng này. Cũng vậy, giải thoát không có xấu dở, không có xấu dở là chân giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát bỏ hạnh anh di người, như người lớn bỏ hạnh trẻ nít. Cũng vậy, giải thoát trừ bỏ năm ấm, trừ bỏ năm ấm là chân giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát là rốt ráo, như người bị trói, được mở thả, tắm rửa sạch sẽ rồi về nhà. Cũng vậy, giải thoát là rốt ráo thanh tịnh là chân giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là sự vui vô tác, vì đã ói sạch tham dục sân hận cùng ngu si. Có người uống nhầm thuốc độc, phải uống thuốc ói, khi ói hết chất độc, thời thân được an vui. Giải thoát cũng vậy, ói các độc phiền não, kiết phược thân được an vui, gọi là sự vui vô tác. Sự vui vô tác tức là chân giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là bất đoạn tất cả pháp hữu vi, xuất sanh tất cả vô lậu thiện pháp, đoạn bích các đạo, hoặc là ngã, phi vô ngã, chỉ đoạn sự chấp lấy, chứ không phải đoạn ngã kiến đó gọi là Phật tánh tức là chân giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là chẳng phải không tham, phải không gọi là vô sở hữu. Vô sở hữu là sự vọng chấp giải thoát của các nhà ngoại đạo ni kiền tử, mà thật ra không có giải thoát nên gọi là không. Chân giải thoát thời không như vậy nên gọi là chẳng không mà không. Chẳng không mà không là chân giải thoát tức là Như Lai. Lại giải thoát gọi là không mà chẳng không, như bình đựng nước đựng sữa, dầu không nước không sữa nhưng vẫn được gọi là bình nước bình sữa. Các thứ bình đây không thể gọi là không hay chẳng không được. Nếu nói là không, thời không được có sắc hương vị xúc. Nếu nói là chẳng không, thời lại không có nước sữa. Giải thoát cũng vậy, không thể nói là sắc cùng với chẳng phải sắc. Chẳng thể nói là không cùng với chẳng không. Nếu nói là không, thời chẳng được có thường lạc ngã tịnh. Nếu nói là chẳng không, thời ai thọ thường lạc ngã tịnh này. Vì những nghĩa ấy nên không thể nói là không cùng với bất không. Không nói là không 25 cõi với các phiền não. Tất cả sự khổ, tất cả tướng, tất cả hạnh hữu vi, như bình nước, như bình không có nước, thời gọi là không. Chẳng không là nói chân thật thiện ác. Thường lạc nghĩa tịnh, chẳng động chẳng biến, như sắc hương vị xúc của cái bình, thời gọi là chẳng không. Vì vậy nên giải thoát dụ như cái bình kia gặp duyên, thời bị bể hư. Giải thoát không bể hư, không thể hư hoại là chân giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát còn gọi là lìa ham muốn, ví như có lòng người ham muốn ngôi thiên đế Phạm Dương, tự tại thiên dương. Giải thoát không như vậy. Khi đã thành bậc vô thượng chánh giác rồi, thời không có ai không nghi, không ai không nghi là chân giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát đoạn sự ham muốn của ba cõi, đoạn tất cả tướng, tất cả hệ phược, tất cả phiền não, tất cả sanh tử, tất cả nhân duyên, tất cả quả báo, giải thoát như vậy tức là Như Lai tức là Niết Bàn. Tất cả chúng sanh vì sợ phiền não sanh tử nên thọ tam quy y, ví như bầy nai sợ thợ săn nên nhảy khỏi một nhảy dụ cho quy y. Nhảy ba nhảy dụ cho ba quy y, do nhảy khỏi ba nhảy mà được thoát nạn an vui.
chúng sanh cũng vậy, vì sợ bốn loài ma mà thọ tam quy y. Do tam quy y nên được an vui. Được an vui tức là chơn giải thoát. Chơn giải thoát tức là Như Lai. Như Lai tức là Niết Bàn. Niết Bàn tức là vô tận. Vô tận tức là Phật tánh. Phật tánh tức là quyết định. Quyết định tức là vô thượng chánh giác. Này, lúc bấy giờ Ca Diếp Bồ Tát mới bạch cùng với Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu như Niết Bàn, Phật tánh, quyết định và Như Lai là một nghĩa như thế, sao nói rằng có ba pháp quy y? Xin Đức Thế Tôn xót thương chỉ dạy. Đức Phật mới dạy rằng: Này Ca Diếp, tất cả chúng sanh vì sợ sanh tử nên cầu tam quy y, vì do tam quy y mà biết Phật tánh, quyết định và Niết Bàn. Này Ca Diếp, có pháp tên thời một nhà mà nghĩa thời có khác, có pháp tên cùng nghĩa điều khác, tên một nghĩa khác, như Phật thường, pháp thường, tăng thường, Niết Bàn, hư không đều là thường. Tên cùng nghĩa khác, như Phật thường gọi là giác, pháp gọi là bất giác, tăng gọi là hòa hợp, Niết Bàn gọi là giải thoát, hư không gọi là phi thiện, cũng gọi là vô ngại. Này Ca Diếp, tam quy y danh nghĩa điều khác, thế nên Như Lai bảo Mahabhasa Ba Đề rằng: Này Kiều Đàm Di, chớ cúng dường Như Lai, nên cúng dường cho chúng tăng. Nếu cúng dường Như Lai thời được cúng dường tam quy đầy đủ. Mahabhasa Ba Đề thưa rằng: Trong chúng tăng không Phật không Pháp, sao cho rằng cúng dường tăng thời được đầy đủ cúng dường tam quy? Như Lai mới dạy rằng: Bà tuân lời của Như Lai, đó là cúng dường Phật. Vì giải thoát là cúng dường Pháp, chúng tăng nhận lãnh là cúng dường tăng. Này Ca Diếp, thế nên tam quy chẳng được là một. Hoặc có lúc Như Lai nói một làm ba, nói ba làm một. Nghĩa ấy là cảnh giới của chư Phật chẳng phải là hàng thanh văn cùng duyên giác mà biết được. Khi nghe Đức Phật giải thích như thế xong, Ca Diếp Bồ Tát cung kính chắp tay bạch cùng với Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, như lời của Đức Thế Tôn nói rốt ráo an vui gọi là Niết Bàn, nghĩa này như thế nào? Luận về Niết Bàn, thời bỏ thân bỏ trí, nếu bỏ thân trí ai sẽ là người thọ vui? Đức Phật ân cần mới chỉ dạy: Này Ca Diếp, ví như có người ăn xong buồn nôn, bèn đi ra ngoài mà ói, ói rồi trở vào nhà, bạn bè hỏi anh đã lành mạnh chưa mà trở vào nhà, người ấy đáp: Đã lành, thân tôi được an vui. Như Lai cũng vậy, rốt ráo xa lìa 25 cõi, trọn được chỗ Niết Bàn an lạc không thể động chuyển, không có diệt tận, tất cả thọ gọi là sự vui không thọ, không thọ như vậy gọi là sự vui thường trụ. Nếu nói Như Lai có thọ sự vui thời là không đúng. Thế nên rốt ráo vui tức là Niết Bàn, Niết Bàn tức là chơn giải thoát, chơn giải thoát tức là Như Lai vậy. Khi ấy Ca Diếp mới bạch với lại Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, bất sanh bất diệt là giải thoát sao? Cuối mong Đức Thế Tôn chỉ dạy. Đức Phật ân cần giải tiếp: Đúng vậy Bồ Tát Ca Diếp, bất sanh bất diệt tức là giải thoát tức là Như Lai. Khi ấy Ca Diếp mới bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu bất sanh bất diệt là giải thoát, thời tánh hư không cũng không sanh diệt, lẽ ra là Như Lai, như tánh của Như Lai tức là giải thoát. Đức Phật mới chỉ dạy: Này Ca Diếp, việc ấy không phải như vậy. Như tiếng hót rất thanh diệu của chim ca lăng tằng già cùng với lại chim mạn mạn chừng có đồng với tiếng hót của chim quạ, chim cách chăng? Ca Diếp Bồ Tát mới bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trăm ngàn muôn lần tiếng hót của chim quạ, chim khách sánh cũng không bằng tiếng hót của ca lăng tằng già cùng với chim mạn mạn. Kính bạch Đức Thế Tôn, tiếng chim ca lăng tằng già rất thanh diệu, thân nó cũng khác, sao Đức Thế Tôn lại đem so sánh với chim quạ, chim khách? Khác nào đem hột đình lịch mà so sánh với núi Tu Di? Đức Phật, mà so sánh cùng hư không thì cũng lại như vậy. Tiếng của chim ca lăng tằng già có thể dụ cho tiếng nói của Đức Phật, không thể đem dụ với tiếng của chim quạ, chim khách được. Khi ấy giữa đại chúng, Đức Phật mới khen rằng: hay thài, nay ông khéo hiểu được pháp rất sâu khó hiểu. Có lúc vì một nhân duyên mà Như Lai dẫn hư không để thí dụ cho giải thoát như vậy tức là Như Lai. Chơn giải thoát tất cả trời người không ai có thể sánh ví được, mà hư không kia thiệt cũng chẳng phải là thí dụ. Nhưng vì giáo hóa chúng sanh nên đem sự chẳng phải thí dụ để làm thí dụ. Phải biết giải thoát tức là Như Lai, tánh Như Lai tức là giải thoát cùng Như Lai không hai không khác.
Này Ca Diếp, chẳng phải ví dụ như vật không gì sánh cũng không thể làm thí dụ được. Vì có nhân duyên có thể làm dẫn thí dụ, như ở trong Khế Kinh có nói diện mạo đoan chánh dường như mặt trăng tròn, voi trắng sạch sẽ như núi tuyết, trăng tròn không đồng với gương mặt, núi tuyết chẳng được gọi là voi trắng. Này Ca Diếp, chẳng thể đem dụ nào để ví dụ cho chơn giải thoát, vì giáo hóa chúng sanh mà làm thí dụ thôi. Do nơi thí dụ mà biết các pháp tánh cũng lại như vậy. Khi ấy Ca Diếp Bồ Tát mới bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, như vậy cớ sao Đức Như Lai lại nói là hai thuyết như thế? Mong Đức Thế Tôn chỉ dạy. Đức Phật mới giải tiếp: Này Ca Diếp, ví như có người lòng giận đức tức tay cầm dao gươm muốn hại Như Lai, Như Lai vẫn hòa vui không có vẻ giận hờn, người ấy có thể hại được Như Lai để thành tội nghịch chăng? Ca Diếp Bồ Tát mới bạch với Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, không thể được, vì thân Như Lai không thể phá hoại, bởi thân Như Lai vốn không thân, chỉ là pháp tánh, tánh của pháp tánh chẳng thể phá hoại, người ấy đâu hại được thân của Phật. Do vì có lòng ác hại mà người ấy thành tội vô gián. Do nhân duyên này mà dẫn các thứ ví dụ để được biết tội pháp, biết được pháp chân thiệt. Đức Phật mới khen rằng: Hay thay, hay thay, lời ông vừa nói chính là chỗ Như Lai muốn nói. Này Ca Diếp, lại như đứa con ác muốn hại mẹ của mình, nhằm lúc nó ở bên đóng thóc, mẹ nó đem cơm đến, nó thấy mẹ liền đi mài dao để giết, mẹ nó biết ý bèn chui vào đóng thóc để trốn. Nó cầm dao chém khắp đóng thóc, tự cho là đã giết được mẹ nên rất hài lòng. Lát sau mẹ nó lén chui ra khỏi đóng thóc trở về nhà. Ông nghĩ thế nào đứa con ấy có thành tội vô gián không? Ca Diếp Bồ Tát mới bạch cùng với Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, không quyết định được. Nếu nói là thành tội, thời mẹ nó chưa bị giết chết. Còn nếu nói là không tội, thời nó chính tự cho nó đã giết được mẹ nó nên nó rất hài lòng. Người ấy giàu chẳng đầy đủ tội nghịch mà cũng là nghịch do nhân duyên này, nên dẫn các thí dụ để được biết pháp chân thiệt. Đức Phật khen: Hay thay, hay thay. Này Ca Diếp, vì nhân duyên ấy nên Như Lai nói các phương tiện ví dụ để dụ giải thoát. Dầu nói vô lượng vô số ví dụ mà thiệt không thể đem ví dụ để sánh được. Hoặc có nhân duyên cũng nói ví dụ, hoặc có nhân duyên chẳng nói ví dụ. Thế nên giải thoát thành tựu vô lượng công đức như vậy, thẳng đến Niết Bàn. Niết Bàn Như Lai cũng có vô lượng công đức như vậy, do vì thành tựu viên mãn vô lượng công đức.